Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong không gian bao trùm đủ loại màu sắc, cùng tiếng nhạc và tiếng hò hét của bạn bè, đầu óc tôi lâng lâng, không uống được bia nữa, nhưng vẫn bị con bạn cầm cốc dí sát lên môi. Đừng giả vờ giả vịt nữa, uống đi nào, đang vui. Sau này hiếm có cơ hội tụ tập đông đủ lắm đấy, nên là chơi hết mình đi. Tao không uống nữa đâu, đầu đau lắm rồi, lát còn phải lái xe về nữa. Này, đừng có vớ vẩn, không tự lái xe được thì gọi anh Hoàng tới đón, có người yêu, lợi nhất những lúc như này mà. Hoàng thấy tao say khướt, anh ấy sẽ lo lắm. Hoa đặt cốc bia lên bàn, ngữ điệu dọa nạt hỏi tôi. Thế tóm lại là không muốn uống nữa chứ gì? Vậy tao mách chúng nó nhá, đến lúc ấy mỗi đứa ép uống một cốc, mày gục luôn đấy nha. Tao thật sự không uống được nữa đâu, uống một cốc này với tao thôi. Hôm nay là buổi liên hoan tốt nghiệp của chúng tôi, nên đứa nào đứa nấy đều chơi hết mình, để sau này nhớ về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp sẽ không thấy hối tiếc. Mà cái Hoa sau đợt này cũng vào Nam lập nghiệp, chẳng biết bao lâu mới gặp lại nhau, nên đắn đo một hồi tôi đã cầm cốc bia lên. Dù sao cũng chỉ thêm một cốc, chắc vẫn trụ nổi. Hoa cụng cốc với tôi hài lòng mỉm cười. Phải thế chứ, hết cốc nhá. Ừ, tôi nhắm mắt, nuốt thứ chất lỏng có vị đắng nhẹ xuống cổ. Tưởng thế là được ngồi yên một chỗ xem chúng nó ca hát. Ai dè cái Hoa nằng nặc kéo tôi đứng dậy hòa vào đám đông, mặc tôi từ chối cũng không có tác dụng. Đầu óc tôi theo tiếng nhạc và cơn say dần trở nên quay cuồng, bụng dạ đảo lộn, cổ họng lợm lên khó chịu. Cuối cùng không chịu đựng nổi, đã phải giơ tay bịt miệng, mê man chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đợi cơn buồn nôn qua đi không còn ói nữa, tôi đứng trước bồn rửa tay, hứng nước lạnh té lên mặt để mình được tỉnh táo. Nhìn sắc mặt ửng hồng qua gương, tôi không khỏi lắc đầu cảm thán, vì bản thân hôm nay đã uống quá nhiều. Khi quay về mà người trong nhà bắt gặp cảnh này, kiểu gì cũng bị nghe những lời nói chói tai cho mà xem. Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông, tôi lấy xem là tin nhắn Hoàng gửi. Trên môi liền cong lên nụ cười, anh nhắn. Em về chưa? Gửi anh địa chỉ anh qua đón. Đã hơn 9 giờ tối, tôi không muốn phiền anh, và lại mình vẫn có thể tự chạy xe về được nên bảo. Giờ em về đây, anh không cần đón em đâu ạ. Em có uống bia rượu không thế? Tự chạy xe nguy hiểm lắm, anh không yên tâm, gửi địa chỉ cho anh đi. Không sao mà, em tự mình về được, đừng lo cho em. Về tới nhà em nhắn cho anh liền. Hoàng hơn tôi 3 tuổi, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm và đang có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy cuộc đời tôi đã phải trải qua nhiều bất hạnh và thiệt thòi, nhưng gặp anh chính là món quà may mắn ông trời ban tặng đến tôi. Hoàng đối với tôi rất tốt, tính anh dịu dàng lại ấm áp, luôn quan tâm và nghĩ cho tôi. 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa một lần cãi và giận hờn. Tôi cũng chưa bao giờ phải buồn lòng vì anh. Bạn bè nói tôi có phúc nên gặp được một người đàn ông tốt như anh, luôn biết cách yêu thương và lo lắng tôi từng ly từng tí. Nhưng tôi không phải đứa thích ỷ lại, nên việc gì làm được đều tự mình làm chứ không quá phụ thuộc vào anh. Anh hiểu tính tôi nên cũng không kỳ kèo nhiều mà dặn. Về nhà nhắn cho anh luôn nhé. Sau tin nhắn đó, tôi tính không quay lại phòng nữa vì sợ bạn bè giữ lại, nên chỉ nhắn một tin cho cái Hoa bảo mình về trước rồi rời đi. Khi tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình đụng trúng người đàn ông lạ mặt đi ngược chiều với mình. Trong lúc tôi cúi đầu xin lỗi, bất ngờ bị hắn ta khống chế, dùng tấm khăn bịt chặt mũi miệng. Tôi hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra, cũng hy vọng có người nào đó đi ngang trông thấy cứu giúp, nhưng hành lang vắng vẻ không một bóng người. Dần dần tôi mất đi ý thức, chìm vào hôn mê. Trong cơn mê nửa tỉnh nửa say, dường như có một lực lớn đè lên người tôi, những nụ hôn ngấu trên từng phiến da khiến tôi mơ màng chớp mắt. Một tia lý trí lướt qua, tôi cố gắng mở mắt, nhờ vào chút ánh sáng vàng nhạt của đèn điện, nhận ra bản thân đang bị vây hãm trong lồng ngực rắn chắc. Tôi bàng hoàng giật mình muốn bật dậy, đẩy người đàn ông xa lạ phía trước, nhưng lại bị hắn ta ép mạnh xuống giường. Tôi không biết mình đang ở đâu, tại sao người ta bắt tôi tới đây. Tôi cố đẩy người bên trên nhằm ngăn chặn hành vi xấu xa của hắn, nhưng sức lực yếu ớt nên chẳng có tác dụng. Tránh ra! Tôi cắn chặt cánh môi, không hiểu sao cơ thể mình như nằm trong biển lửa, cả người nóng bừng lại còn nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn. Người bên trên không nói tiếng nào, ngược lại còn muốn cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Tôi cố giằng tay hắn ra, giữ chặt áo mình phản kháng. Anh là ai? Tại sao bắt tôi tới đây? Tránh xa tôi ra! Tôi không ngừng hét vào tai hắn,
nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi ra sức giãy giụa, luôn miệng kêu cứu. Có ai không cứu tôi với. Cút đi, đừng động vào tôi, anh. Chưa nói dứt lời, cánh môi tôi liền bị người đàn ông xấu xa chiếm đoạt. Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Dọa nạt là vậy, nhưng hắn ta không hề để tâm. Động tác càng thêm điên cuồng gấp gáp. Tôi không ngừng chống trả, nhưng sức lực của con gái sao so bì được với hắn. Tôi càng giãy đạp lại càng bị giam hãm. Hai cánh tay bị hắn chế trụ, khiến tôi không cách nào thoát ra. Bỗng chất giọng nam trầm vang lên, tràn đầy bất mãn cũng khinh miệt. Muốn làm giá sao? Tự mình mò lên giường tôi, còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì? Dám dùng thủ đoạn hèn hạ này với tôi à? Anh nói điên nói khủng gì thế tôi không hiểu. Mau buông tôi ra, tôi không quen biết anh. Đã thích đóng kịch, vậy tôi diễn cùng các người. Tôi biết mình lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn len lỏi chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ có người nghe thấy và tới cứu. Tiếc là tôi có gào hét khàn cả cổ, cũng không có một bóng người xuất hiện. Cả đêm dài như rơi vào địa ngục tăm tối. Hôm sau mơ màng nghe có tiếng nước chảy từ phòng tắm, mí mắt tôi nặng trĩu từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi lập tức nhắm mắt. Đồng thời trong đầu tôi cũng xuất hiện lại cảnh tượng đêm qua. Tôi hốt hoảng mở mắt lần nữa, cơ thể rệu rã mệt mỏi vì vội ngồi bật dậy mà càng thêm đau nhức khắp tứ chi như mới bị ai đó đánh cho một trận. Đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng lạ lẫm, quần áo bị vứt vương vãi dưới sàn nhà. Khi tôi cố nén cơn đau muốn xuống giường thì cửa phòng tắm bất ngờ bật mở, bóng dáng người đàn ông cao lớn từ từ bước ra. Bấy giờ tôi càng thấy rõ hơn gương mặt của tên đó. Tôi vội vàng quấn kín chăn khắp người, cảnh giác thụt lùi về sau, dương mắt nhìn hắn ta đầy phẫn uất. Hắn quét mắt nhìn tôi một lượt, khóe miệng nhếch lên cười, thanh âm lạnh lẽo hỏi tôi. Tỉnh rồi sao? Nói xong, hắn liền bước tới bên giường, phô ra dáng vẻ cao ngạo cùng khinh miệt đến đáng ghét. Cảm giác bị áp bức khiến máu nóng trong người tôi dâng trào, cơn tức âm ỉ nãy giờ chợt bùng lên như ngọn lửa. Tôi cầm lấy chiếc gối ném mạnh vào người hắn gào lên. Sao anh bắt cóc tôi? Sao làm hại tôi? Hắn hỏi lại với giọng điệu giễu cợt rồi nói. Bớt diễn đi, tôi thấy mà mắc ói. Anh nói điên nói khủng đủ chưa? Tôi không quen biết, vì sao phải đóng kịch? Đầu óc anh có được bình thường không? Hắn ta vươn tay bóp lấy cằm tôi siết mạnh, một tay tôi giữ chăn, tay còn lại cào cấu cánh tay hắn thì bị hắn nắm chặt đến mức xương khớp muốn vỡ vụn. Tôi đau đớn nhăn mặt, ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, tản ra khí thế hung ác. Diễn vai mình là người bị hại giỏi đấy. Tôi nói trong khó khăn. Đổ điên, buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, cô nghĩ tôi sợ à? Tôi chưa tính sổ chuyện các người gài bẫy tôi, mà cô đã dám đe dọa ngược lại tôi. Thích vừa ăn cướp vừa la làng không? Tôi không hiểu hắn nói gì, cũng không biết hắn ta, và càng không có mục đích tư lợi nào thì sao phải gài bẫy. Đâu ai ngu ngốc lấy sự trong trắng của mình để đánh đổi cơ chứ. Nhưng hắn ta không tin, một mực nghi ngờ tôi. Hắn hất mạnh tôi ra, khiến đầu tôi đập mạnh vào thành giường, gần từng tiếng mắng. Loại gái rẻ tiền, bỉ ổi. Rõ ràng tôi là người bị hại mà phải chịu những lời cay nghiệt, không cam lòng để hắn vu oan tôi hỏi. Anh có nhầm tôi với ai không? Tôi thật sự không quen biết anh. Nhầm. Cô là người của Nguyễn Thế Hảo phái tới, đúng chưa? Tại sao hắn lại biết anh trai tôi? Rốt cuộc hắn là ai? Có quan hệ gì với Thế Hảo? Hơn nữa, Thế Hảo không sai khiến tôi tiếp cận hắn. Giữa hắn và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Nhìn biểu cảm đờ đẫn ngồi suy nghĩ của tôi, hắn ta khinh thường cười nhạt. Sao? Không cãi được nữa đúng không? Tính phủ nhận quan hệ với hắn ta sao? Tôi... Hắn không đợi tôi nói hết, đã rút một xấp tiền từ trong ví ném vào mặt tôi. Xem như tôi mua cô đêm qua, cầm tiền và cút ngay. Anh nghĩ có tiền thì hay lắm hay sao? Tôi không thèm số tiền bẩn thỉu của tên khốn như anh. Tôi nhất định kiện anh ra tòa, cho anh ngồi tù bóc lịch, anh cứ chờ đi. Dứt lời, tôi quấn chăn bước xuống giường, nhặt quần áo chạy vào phòng tắm, ra sức cột rửa toàn thân đến mức da thịt đỏ ửng. Không chịu nổi nhục nhã mà ngồi sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, đưa nước mắt giàn giụa đầm đìa. Tại sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn, số phận luôn trêu đùa tôi? Rõ ràng chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ có một cuộc sống viên mãn bên người đàn ông mình yêu, cùng Hoàng trải qua những tháng ngày đơn giản hạnh phúc. Nhưng ông trời lại đẩy tôi đến bước đường này. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào đối diện với anh không? Nhớ đến Hoàng, chắc cả đêm qua anh lo lắng lắm, vì tôi đã không nhắn báo lại anh. Dẫu tâm trạng như rơi xuống địa ngục, thì tôi cũng không thể ở mãi trong này, nên cố gạt đi nước mắt, nuốt xuống uất hận,
đứng dậy lau khô người rồi mặc quần áo đi về nhà. Khi tôi bước ra ngoài, căn phòng không còn bóng dáng tên khốn kia nữa. Trên giường vẫn lưu lại dấu vết hỗn loạn, những đồng polymer màu xanh vương vãi khắp giường và dưới sàn. Tôi lật tung cả phòng tìm kiếm điện thoại, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Có lẽ đã bị rơi mất từ lúc kẻ xấu đánh thuốc mê đưa tôi đến đây. Tôi thất tha thất thểu rời khỏi khách sạn, suốt dọc đường đi bộ về nhà, nước mắt cứ chảy dài trên má. Tâm trạng đã tồi tệ và mệt mỏi lắm rồi, mà về tới nhà, vừa bước vào phòng khách, đã chạm mặt với người ghét tôi. Bà Liên thấy tôi về giọng lanh lảnh nói, đi cả đêm cũng chịu vác mặt về rồi cơ đấy, tưởng đâu tốt nghiệp xong là bỏ nhà theo trai luôn. Bà ta là vợ cả của bố tôi, có với ông một người con trai tên là Thế Hào. Còn tôi là con gái riêng, được sinh ra từ cuộc tình vụng trộm, nên bà Liên rất căm hận mẹ con tôi, luôn xem tôi như cái gai trong mắt. Tôi sống cùng mẹ đến năm 12 tuổi, thì bà không may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Từ đó tôi được bố đón về đây, sống chung với mọi người dưới một mái nhà. Nếu bố thương tôi vô điều kiện, thì mẹ con bà Liên lại ghét bỏ tôi ra mặt, không thôi gây khó dễ, thậm chí còn đánh mắng tôi mỗi khi bố vắng nhà. Kể từ ngày bố bị bệnh nằm liệt giường, không thể nói chuyện, thì mức độ hành hạ tôi của bọn họ ngày càng tăng thêm, bản thân cũng vì thế trở thành nơi trút giận. Không ít lần, tôi bùng lên đòi công bằng cho mình, nhưng kết quả là bị ăn đánh một trận túi bụi. Tôi từng muốn rời khỏi căn nhà này, sống cuộc sống mình thích. Dù khốn khó vẫn tốt hơn là phải kiêng dè, nhìn sắc mặt người ta mà sống. Thế nhưng có quá nhiều chuyện khiến tôi buộc phải nhẫn nhịn để ở lại. Ví dụ như việc bố bị bệnh cần rất nhiều tiền để chữa trị. Tôi không thể đưa bố đi cùng chịu khổ, lại càng không yên tâm để bố một mình sống ở đây. Bởi từ lâu, bà Liên đã không còn quan tâm đến bố. Và cũng vì những năm tháng qua, tôi vẫn phải đi học nên mới cắn răng chịu đựng đợi ngày mình ra trường, tìm được một công việc tốt có mức thu nhập ổn định để đủ khả năng chăm sóc cho bố. Dự định kết hôn ở tuổi còn trẻ, một phần cũng vì Hoàng nguyện ý cùng tôi san sẻ gánh nặng, giúp tôi phụng dưỡng báo hiếu bố. Tôi không muốn đôi co với bà Liên nên chỉ thờ ơ chào một tiếng lấy lệ rồi tính lên lầu. Nhưng bà ta nào để tôi yên, thấy tôi không đáp lời thì đứng bật dậy, vừa đi đến phía tôi vừa ngoa ngoắt nói. Mất dậy thế là cùng, tao nói mà mày còn thích giả câm giả điếc thế à? Cái ngưỡng con gái chắc nết lẳng lơ y như con mẹ mày, tối ngày chỉ biết ngoài đường dụ dỗ đàn ông. Bà Liên mắng chửi tôi sao cũng được, nhưng tôi không cho phép bà ta hết lần này đến lần khác xúc phạm mẹ tôi. Bà ấy có sai thật khi lén qua lại với bố, nhưng đã phải trả giá. Hơn hết, mẹ đã mất nhiều năm, bà Liên nên giữ chút phúc đức cho con cháu mình sau này, chứ không phải độc mồm độc miệng, không chịu buông tha để mẹ tôi yên nghỉ. Tôi bảo, bác thôi nhục mạ mẹ cháu đi. Bà ấy không phải loại người như bác nói, bác đừng có suốt ngày lấy mẹ cháu ra chỉ chiết nữa. Không phải loại người như tao nói, vậy là đê tiện hơn à? Bà Liên cười khinh khỉnh, dí mạnh ngón trỏ liên tục vào thái dương của tôi. Con mẹ mày có xấu xa cỡ nào thì mày vẫn phải bênh vực thôi. Đồng loại cùng một ruột mà, có lẳng lơ hay không xã hội này họ biết. Chẳng ai đàng hoàng tử tế lại đi cặp kè với người đã có gia đình. Chỉ có con mẹ mày già mồm gọi đó là tình yêu, bao biện cho hành vi thất nhân thất đức của mình thôi. Tôi gạt tay bà Liên ra đáp trả. Mẹ cháu sai, mẹ cháu có thể chưa đủ tốt, nhưng so với bác, bà ấy lương thiện hơn nhiều. Nếu bố không yêu mẹ thì đã chẳng đón cháu về đây yêu thương bao bọc cháu. Ngược lại cháu thấy bác rõ ràng đã cạn tình cạn nghĩa với bố từ lâu rồi, nhưng cố chấp không chịu ly hôn, chỉ vì muốn vơ vét tài sản của bố cho Thế Hào thôi. Con trai tao xứng đáng có tất cả mọi thứ của bố nó, mày chỉ là đứa con riêng lại muốn tranh giành với nó sao? Cháu chưa từng có ý tranh giành. Bác còn nhớ Thế Hào là con trai của bố thì nên nhắc nhở anh ta làm tròn bổn phận một người con, chứ không phải dửng dưng không quan tâm đến bệnh tình của bố. Ít ra anh ta cũng nên tạo điều kiện đưa bố đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho bố sớm ngày hồi phục chứ. Mày còn muốn dạy đời mẹ con tao phải không? Thứ con hoang mặt dày không ai dạy dỗ, nhưng lại thích lên mặt với tao. Chúng tôi đang lời qua tiếng lại không mấy vui vẻ thì trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, sau đó là giọng nói của Thế Hào vang lên. Về rồi à em gái? Biểu cảm trên gương mặt Thế Hào thoải mái lạ thường. Trước giờ, anh ta chưa từng xem tôi là em gái, nhưng hôm nay lại dùng ngữ điệu thân thiết gọi tôi. Nhớ đến những lời khó hiểu của kẻ xấu, lòng tôi không khỏi sinh nghi, muốn hỏi anh ta có quen biết người đàn ông kia không, và vì sao hắn ta khăng khăng cho rằng tôi thông đồng với Thế Hào gài bẫy hắn. Nhưng rồi không biết bắt đầu nói từ đâu, và cũng không có chứng cứ buộc tội anh ta liên quan đến chuyện này. Nếu Thế Hào không hề dính líu, lỡ để mẹ con bọn họ biết,
đêm qua tôi bị người ta làm nhục thì sẽ càng khinh thường đay nghiến tôi hơn. Thế Hảo nói với bà Liên, mẹ, Vi nó lớn rồi, con bé thích đi đâu làm gì là việc của nó, mẹ đừng khó khăn với Vi thế, đều là người một nhà cả thôi. Không riêng tôi khó hiểu, mà bà Liên nghe con trai nói vậy cũng bày ra bộ mặt khó tin. Sao nay con lại bênh vực nó thế? Anh em trong nhà với nhau, cái nào Vi đúng thì con ủng hộ thôi, không con bé lại cho rằng con suốt ngày hạch sách nó. Loại người không biết thân biết phận như nó, mẹ chưa đuổi cổ tống cổ ra ngoài đường đã là tử tế với nó lắm rồi. Đằng này nó lại không biết điều, cãi người lớn chém chẻm ra, giết rồi nó ra ngoài làm chuyện bại hoại gia phong, bôi cho chát chấu vào mặt gia đình. Ôi giời, mẹ cứ lo xa, cái Vi nó biết suy nghĩ, chứ có sống ích kỷ, chỉ biết mỗi mình đâu. Mà người đứng đầu gia đình này là bố, Vi không để bố phải mất mặt, mang tiếng xấu đâu. Thế Hảo hơi ngượng lại, anh ta quay sang tôi cười hỏi, anh nói đúng không Vi? Tôi im lặng không đáp, cũng chẳng có biểu hiện đồng tình. Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, nên chỉ muốn về phòng thật nhanh, không hơi đâu hơn thua với họ, vì vậy không nói tiếng nào mà lướt qua người mẹ con bà ta. Bà Liên định giữ tôi lại, nhưng Thế Hảo đã ngăn cản, nên bà ta đành nói với theo sau bóng lưng của tôi. Cái thứ ăn nhờ ở đậu, không coi ai trong nhà này ra gì nữa rồi. Nói tôi không để bụng những lời lẽ và hành động của mẹ con bà Liên suốt bao năm qua là nói dối. Con người mà, ai chẳng có hỉ nộ ái ố, mấy ai chịu được cảnh mình ngày ngày bị ngược đãi đâu. Tôi cũng không ưa gì mẹ con bà Liên, nhưng bản thân thấp cổ bé họng không làm gì được, nên mới phải nhẫn nhịn. Trở về phòng, tôi khóa trái cánh cửa, mỗi bước chân đều nặng trĩu như đeo gông, tâm trạng hoàn toàn suy sụp, không gắng gượng nữa mà bật khóc nức nở. Tôi ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, chẳng cách nào thay đổi được việc bản thân đã bị vấy bẩn. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, có nên kể cho Hoàng nghe hay không, hay giấu kín trong lòng, một mình tìm cách giải quyết, điều tra danh tính của người kia. Khi tôi đang rối ren, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tôi giơ tay gạt đi nước mắt, nhìn đến nơi có tiếng nhạc phát ra. Chiếc điện thoại tưởng chừng đã rơi mất, nó lại hiện hữu trước mắt tôi, được đặt ngay ngắn trên kệ tủ đầu giường. Giây phút ấy tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện mình bị làm hại chắc chắn có liên quan đến Thế Hào. Nhất thời không thể chấp nhận nổi một việc xảy ra đều là kế hoạch từ trước, toàn thân tôi cứng đơ, không tài nào nhúc nhích được. Cứ thế để mặc điện thoại đổ chuông hồi lâu rồi tắt ngấm. Mãi sau tôi mới có phản ứng, cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Hoàng. Bàn tay tôi run rẩy mở ra xem, phát hiện sau tin nhắn tối qua tôi gửi cho anh đã có một tin không phải tôi nhắn được gửi đến Hoàng với nội dung: em về nhà rồi, anh ngủ sớm nhé, em ngủ đây, ngày mai nói chuyện sau. Hoàng đọc xong thì chúc tôi ngủ ngon, và sáng nay cũng có mấy lần anh gọi điện nhắn tin hỏi tôi đã dậy chưa, nhưng tôi không trả lời Hoàng mà cầm điện thoại sang phòng Thế Hảo muốn đối chất với anh ta. Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào, Thế Hảo đang ngồi vắt chéo chân ở bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ sảng khoái lướt xem điện thoại. Thấy tôi không gõ cửa đã xông thẳng vào trong, anh ta không nổi giận mà ôn hòa bảo tôi: em gái, lần sau vào phòng anh đừng quên gõ cửa, lỡ anh đang thay quần áo thì sao đây? Không thầm nổi sự giả tạo của Thế Hảo, tôi không vòng vo mà hỏi thẳng: Nguyễn Thế Hảo, tại sao anh bày trò hãm hại tôi? Anh ta hạ chân xuống ngồi thẳng lưng, nét mặt tỉnh bơ như không hiểu lời tôi. Em nói gì thế Vi? Cái gì mà anh bày trò hãm hại em? Anh thôi đóng kịch đi. Tối qua tôi bị người ta đánh thuốc mê, đưa đến khách sạn, chẳng phải là kế hoạch của anh sao? Anh còn muốn chối sao? Tôi giơ điện thoại trong tay lên nói tiếp: không liên quan đến anh. Vậy tại sao điện thoại của tôi lại ở trong phòng? Còn có tin nhắn gửi cho Hoàng và cả người đàn ông kia nữa. Anh ta quen biết anh giải thích đi. À, điện thoại hả? Nói mới nhớ, em đúng là bất cẩn thật đấy. Đồ của mình mà để rơi nơi công cộng. May mà hôm qua anh có hẹn với bạn ở quán X. Lúc vào nhà vệ sinh vô tình thấy một chiếc điện thoại nằm dưới sàn. Nhặt lên thì phát hiện là của em, nên anh tốt bụng mang về giúp thôi. Thấy Thế Hảo nói dối không chớp mắt, tôi tức giận lớn tiếng: anh nghĩ tôi ngu, tin những lời này của anh sao? Tin hay không thì tùy em, anh không ép. Không đáng mặt đàn ông, việc mình làm ra còn chối cãi, khốn nạn. Nghe tôi mắng, sắc mặt của Thế Hảo đanh lại, anh ta đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi đến trước mặt tôi. Cứ ngỡ Thế Hảo sẽ cho tôi một bạt tai, nhưng anh chỉ bóp mạnh miệng tôi rồi bảo: đáng hay không, không đến lượt một đứa con gái như em bình phẩm đâu. Hôm nay tâm trạng anh tốt, không tính toán với em, khôn hồn thì cút về phòng mình nhanh đi. Tâm trạng anh ta tốt,
nhưng tôi thì không. Mẹ con họ đối xử tệ bạc với tôi chưa đủ hay sao? Mà anh ta còn dồn tôi vào đường cùng, hủy hoại cuộc đời của tôi. Hãm hại người khác xong thì dửng dưng như không liên quan. Thế Hảo cho rằng tôi sẽ im lặng bỏ qua, mặc bản thân chịu nhục nhã mà không làm rõ trắng đen mọi chuyện à? Không có đâu. Tôi dùng sức gạt mạnh tay Thế Hảo ra. Anh hại được tôi nên tâm trạng anh tốt phải không? Thì sao? Cho dù anh không ưa tôi, nhưng chúng ta là anh em cùng bố khác mẹ, sao anh tàn nhẫn như vậy? Ức chế dồn lên đến tận cổ, khiến giọng nói của tôi lạc đi, cổ họng nghẹn đắng, vừa đánh đấm vào ngực Thế Hào vừa chất vấn anh ta. Rốt cuộc tên khốn kia là ai? Anh có mục đích gì với hắn hả? Không phải việc của mày. Thế Hào giằng tay tôi, đẩy tôi lảo đảo về sau. Anh thừa biết tôi và Hoàng yêu nhau, nhưng lại bày mưu tính kế với tôi. Bây giờ còn dám nói không phải việc của tôi à? Nguyễn Thế Hào, tôi không ngờ anh chó má đến mức này đấy. Thế Hào thẳng tay tát tôi một cái đau điếng, làm má tôi lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi bảo, thấy tao không đánh nên mày mạnh miệng mắng chửi à? Mày thích hỗn láo phải không? Tay tôi ôm má, trừng mắt lườm Thế Hào. Mày chỉ là một đứa con hoang, không có tư cách nhận anh em người thân với tao. Cho mày ăn, mày sống ở nhà này đã là đàng hoàng với mày lắm rồi. Mày nên biết điều báo đáp gia đình giúp ích cho tao. Anh lợi dụng tôi, mục đích của anh là gì hả? Thế Hào cười khẩy, không tiết lộ ý đồ của mình mà chỉ bảo, tao vẫn còn tử tế chán đấy. Tạo điều kiện cho mày lên giường với trai đẹp, có gia thế, có địa vị, mà bao con ước còn không được. Vậy mà mày còn nhảy dựng lên như một con tâm thần thế. Tôi không cần, anh hại tôi, còn giả nhân giả nghĩa cái nỗi gì? Đúng là đồ ngu, sướng mà không biết hưởng. Tôi khinh, các người xấu xa cùng một ruột, rồi sẽ gặp quả báo thôi. Tôi sẽ kiện các người. Thế Hào cười phá lên, nhưng nghe một lời thách thức sáo rỗng, anh ta vỗ vỗ vào mặt tôi hai cái. Kiện? Mày có bằng chứng không? Nếu đủ bản lĩnh thì mày cứ kiện đi. Anh ta quét mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt cười khẩy. Nhìn người ngợm mày thế này, hẳn là trước khi về đây đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi nhỉ? Thế thì làm gì còn dấu vết của việc đó đâu? Chỉ vì không chịu nổi cú sốc, không chấp nhận bản thân nhơ nhớp bẩn thỉu, trên người lưu lại dấu vết tên kia, nên khi ấy tôi không đủ bình tĩnh để tính toán mọi việc mà đã gột sửa sạch cơ thể. Mặt khác, cứ cho là trong người tôi còn lưu lại tinh dịch của hắn ta, dù đến bệnh viện kiểm tra lấy kết quả thì vẫn chưa đủ buộc tội hắn. Tôi vẫn phải chứng minh bản thân là người bị hại, bị người ta làm hại, chứ không phải tự nguyện thì mới có thể tống hắn vào tù được. Thế nên Thế Hảo nói đúng, tôi không có chứng cứ buộc tội bọn họ. Anh ta thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Tốt nhất là mày bỏ cái tư tưởng lấy trứng chọi với đá đi, vì người thiệt thòi chỉ có mày thôi. Chuyện xảy ra rồi, mày làm lớn cũng chẳng được gì, không khéo sức nhục thêm đấy. Tao có lòng tốt khuyên mày, ngậm miệng mà sống tiếp đi. Thế thì ngoài người trong cuộc ra sẽ không ai biết chuyện này, mày vẫn vui vẻ yêu đời với thằng Hoàng, hơn là nó bỏ mày. Còn nữa, sức khỏe bố không tốt, nếu bố biết chuyện, ông ấy không chịu nổi mà thăng thiên lúc nào không hay đâu. Vậy nên suy nghĩ cho kỹ, đừng làm theo cảm tính, đôi khi phải biết hy sinh em gái ạ. Thế Hào nói dễ nghe quá nhỉ. Anh ta thử là tôi, rơi vào hoàn cảnh này liệu có bỏ qua không? Tôi yêu Hoàng 2 năm, anh ấy luôn hết lòng vì tôi, sao tôi có thể lừa gạt anh ấy được? Càng không cách nào xem như chưa từng xảy ra chuyện kia. Và lại trên đời này, có gì gọi là bí mật vĩnh viễn? Tôi không tin Thế Hào để mình yên, anh ta là người xảo quyệt thế nào tôi biết rõ. Đã gài tôi lên giường cùng người đàn ông kia, hẳn có ý đồ không nhỏ với hắn. Tiếc là tôi không nhìn ra được kế hoạch của anh ta. Suy cho cùng, tôi chỉ là quân cờ trong tay Thế Hào, còn giá trị lợi dụng, anh ta nhất định sẽ dùng đến. Tránh việc Thế Hào khống chế, không để anh ta được nước lấn tới, phẫn nộ hơn khi anh ta lấy tính mạng của bố đe dọa tôi. Trong người sẵn máu nóng, tôi điên tiết đấm liên tiếp vào người Thế Hào. Đồ khốn! Anh làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, còn dám nhắc đến bố. Anh không xứng làm con trai của bố. Anh còn là con người nữa không? Sao anh khốn kiếp thế? Lực đánh của tôi rất mạnh, nên làm Thế Hào bị đau, anh ta bực bội hất tôi ra. Tao không xứng, thì loại nghiệt chủng như mày cũng không xứng đáng đâu. Rẻ tiền y hệt con mẹ mày còn thích làm giá. Nguyễn Thế Hào, anh đi chết đi! Tôi hoàn toàn mất đi lý trí, lao vào đánh Thế Hào để giải tỏa sự bức bối, phẫn uất trong lòng. Nhưng tôi đánh một, Thế Hào liền trả hai. Tổn hại đến anh ta thì ít, mà thương tích nhận về thì rõ nhiều.
Bỗng bà Liên đẩy cửa đi vào, thấy tôi đang đánh đứa con trai bảo bối của bà ta thì nhảy bổ tới xô tôi ngã xuống sàn nhà. Không chờ tôi ngồi dậy, đã tắt bùm bốp mấy cái, dúi đầu tôi bảo: "Con điên này, mày ăn gan hùm mà động đến thằng Hào. Mày không muốn sống nữa phải không? Không thích sống thì tao cho mày chết." Cứ thế, những cú đánh phát tát không thương tiếc rơi xuống người tôi. Cảm giác đau đớn xen lẫn căm phẫn thôi thúc tôi đánh trả. Nhưng tôi đã cố kìm nén để mình không ra tay. Phần vì nể mặt bà Liên là bề trên, phần vì nếu tôi đánh lại, không những bị mẹ con bà ta đánh hội đồng mà còn liên lụy đến bố. Vì bố, tôi một lần nữa cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên tôi không ngồi yên một chỗ, mặc bà Liên hành hung mình, mà mau chóng đứng dậy né tránh động tác của bà ta. Giọng bà Liên chu chéo nói: "Còn biết né cơ đấy, mày đứng yên ngay, tao đánh cho mày chừa thói mất dạy." Bà ta tiến một bước, tôi liền lùi một bước. Không đánh được tôi, bà ta lại tiếp tục chửi: "Cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng, con mẹ mày chết rồi, không ai dạy mày thì để tao dạy." "Trước khi dạy cháu, bác dạy con trai mình trước đi. Anh ta đâu tốt đẹp gì, bác nên khuyên anh ta bớt làm chuyện xấu lại. Nếu không, quả báo rơi trúng đầu lúc nào không hay đâu." "Con danh này, mày dám chủ ẻo thằng Hào à?" Bà Liên trợn mắt nghiến răng ken két muốn đánh tôi, nhưng thế Hào lại ngăn bà ta lại: "Mẹ, không cần tức giận thế làm gì, cứ để nó chửi cho sướng mồm đi. Riêng con nhỏ này, con muốn xử nó lúc nào cũng được." Kẻ hèn hạ đáng khinh như thế Hào hẳn có trăm nghìn cách hãm hại người khác. Tôi nhỏ bé không đấu lại anh ta, nhưng sau này sẽ cảnh giác đề phòng hơn, không để anh ta có cơ hội làm hại mình nữa. Thế Hào chỉ tay ra cửa đuổi tôi: "Mày biến khỏi tầm mắt mẹ con tao được rồi đấy. Còn nhiều lời lờn vờn ở đây, hậu quả ra sao mày không lường trước được đâu. Cút!" Tưởng tôi thích hít chung bầu không khí với bọn họ lắm đấy à? Ở đâu có mẹ con anh ta là ở đó nồng nặc ô nhiễm. Tôi tin trên đời này có luật nhân quả, những chuyện xấu của mẹ con Thế Hào làm rồi sẽ phải trả giá. Về phòng, ngồi bó gối trên giường, tôi cố gạt đi tất cả, ép bản thân không nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng càng cố thì những hình ảnh, cảnh tượng đó cứ lũ lượt ùa về trong tâm trí, đuổi thế nào cũng không chịu biến mất, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. 22 năm nay, số phận đưa đẩy tôi đến vô vàn biến cố, nhưng tôi vẫn chọn sống lương thiện, trở thành một người tốt nhất có thể, với mong muốn biến cuộc đời mình sẽ có ngày tươi sáng đẹp đẽ hơn. Ấy vậy mà ông trời lại chẳng bao bọc che chở cho tôi. Màn hình điện thoại không ngừng hiển thị thông báo của gọi từ Hoàng. Tránh việc anh nóng ruột ngóng chờ hồi đáp từ mình, tôi sốc dậy tinh thần, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc hỗn loạn, chậm rãi cầm điện thoại trả lời anh. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ấm áp: "Vì, cuối cùng em cũng chịu nghe máy, làm anh sốt ruột chết đi được." "Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi. Em ngủ vừa mới dậy, điện thoại đặt chế độ im lặng nên không biết." Nghe giọng nói của Hoàng, thiếu chút nữa tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Tôi tìm bừa một cái cớ nhằm che đậy, khàn giọng trả lời anh. Hoàng nhạy cảm nhận ra sự khác thường của tôi nên hỏi: "Sao giọng em rầu rĩ thế?" "À, em hơi cảm nên nghẹt mũi thôi." Hoàng giảm âm lượng, lời nói có phần trách móc nhưng chất chứa quan tâm rõ ràng. "Ngốc thế, không chú ý sức khỏe gì cả. Tối qua em uống nhiều lắm phải không?" "Vâng." "Anh đã bảo để anh tới đón mà không chịu nghe. Nếu hôm qua tôi đồng ý đợi Hoàng đến đón, nếu tôi không vào nhà vệ sinh một mình, thì người của Thế Hào có cơ hội đánh thuốc mê tôi không? Hay bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách bắt tôi bằng được?" Không cần thắc mắc lâu, tôi cũng có câu trả lời. Vì Thế Hào là loại người gì chứ? Anh ta đâu thiếu thủ đoạn. Bình thường tôi rất thích cùng Hoàng trò chuyện, nhưng lúc này chỉ muốn cúp máy thật nhanh. Đang tính nói qua loa vài câu nữa rồi thôi mà anh lại bảo: "Xuống nhà đi, anh đang đứng trước cổng rồi." Tôi giật mình, không nghĩ Hoàng sẽ tới mà không báo trước nên hỏi lại: "Anh đang ở dưới đấy à?" "Ừ, sao thế? Không định tiếp anh à?" "Không, không phải." Hoàng khẽ cười nói tiếp: "Mau xuống nhé, anh đưa em đi ăn sáng." "Vâng, anh đợi em một lát." Tôi chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ quần áo, thấy trên má ửng đỏ từ những phát đánh của mẹ con Thế Hào, không muốn Hoàng phát hiện rồi lo lắng, nên tôi phải dặm qua một ít phấn làm dịu đi vết đỏ. Khi ra khỏi phòng, đúng lúc chạm mặt Thế Hào, anh ta liếc tôi một lượt, nhếch miệng cười: "Đấy, cứ bình thường như này có phải tốt không? Trang điểm xinh đẹp đi chơi cùng người yêu chẳng thích hơn à? Nghĩ ngợi gì nhiều cho đau đầu." Tôi phớt lờ lời của Thế Hào, toan bước đi thì anh ta lại nói: "Có kể lể với thằng nhóc đó cũng nên chú ý miệng lưỡi. Nó mà tìm anh mày gây sự thì đừng về hỏi tại sao." Ý tứ cảnh cáo của Thế Hào rất rõ ràng. Anh ta không quan tâm tôi nói gì với Hoàng,
nhưng sẽ để tâm đến việc Hoàng thay tôi tính sổ. Gia đình Hoàng giàu có, gia giáo, đọ mưu hèn kế bẩn chắc chắn thua xa Thế Hào. Nên nếu anh ta làm gì Hoàng, tôi sẽ không lường trước được. Không buồn nhiều lời với Thế Hào, tôi đi một mạch xuống nhà mở cổng ra ngoài. Hoàng đang dựa người bên cửa xe lướt điện thoại, thấy tôi liền đứng thẳng dậy nở nụ cười rạng rỡ. Em yêu, chào buổi sáng. Tôi khẽ gật đầu mỉm cười hỏi anh. Đợi em lâu lắm phải không? Hoàng lắc đầu bước tới bên tôi. Không, là em bao lâu anh đều đợi được hết. Sao đến mà không báo trước với em? Lỡ em không có nhà chẳng phải sẽ mất công sao? Liên lạc không được nên anh mới tới. Định bụng nếu cuộc gọi vừa rồi em còn không bắt máy, anh đành bấm chuông cửa hỏi người trong nhà về em. Mỗi lần Hoàng đến gặp tôi, mẹ con bà Liên trông thấy đều cố ý gây sự, buông lời châm chọc Hoàng, mỉa mai tình yêu của chúng tôi. Dù rằng anh không quan tâm, hoàn toàn xem đó là lời của kẻ điên, nhưng tôi vẫn không thích Hoàng phải nghe những lời đó và cũng không muốn bọn họ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với anh. Thế nên chúng tôi đã thỏa thuận, nếu anh tới phải báo trước một câu. Lúc đó, hoặc là tôi sẽ đợi trước cổng, chờ anh đến đón tôi ra ngoài chơi khi mẹ con bà Liên ở nhà, hoặc là mời anh vào trong khi bọn họ đi vắng. Hoàng rất hiểu cho tôi, nên luôn tôn trọng việc tôi làm mà không một lời than vãn. Nếu tôi sớm hồi đáp, có lẽ anh đã không phá hủy giao kèo giữa hai đứa. Anh bảo đưa em đi ăn sáng mà, chúng ta mau đi thôi, anh còn về đi làm nữa. Hôm nay anh nghỉ, toàn bộ thời gian đều dành cho em. Sao lại nghỉ? Anh lười làm nên trốn việc đúng không? Không, chiều qua anh ký thành công hợp đồng quan trọng cho công ty, nên sếp cho anh nghỉ 2 ngày xả hơi. Nói rồi, Hoàng mở cửa xe để tôi ngồi vào trong, sau đó vòng về vị trí ghế lái, tự tay thắt dây an toàn cho tôi, xong mới cài dây của mình. Từng hành động, cử chỉ đều rất thân mật, khiến tôi chạy lòng, không khỏi dấy lên nỗi buồn thương quặn thắt, viền mắt dâm gian. Anh hỏi, em muốn ăn gì, cháo thịt băm hay phở bát đá? Tôi lén hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn về phía trước, nhỏ tiếng đáp. Sao cũng được ạ, anh thích ăn gì em ăn cùng với anh. Vậy mình đi ăn phở nhé, anh mới biết một quán rất ngon. Vâng. Suốt đường đi, tôi không chủ động nói câu nào, phần nhiều đều là Hoàng khơi chuyện hỏi tôi liên hoan ra sao. Vốn dĩ là một ngày vui vẻ, nhưng vì chuyện kia mà trở thành ác mộng, tôi không muốn nhớ đến. Ngặt nỗi, tôi chẳng thể ngó lơ trước câu hỏi của Hoàng, nên đành đè nén cảm xúc gượng kể đôi ba câu. Hoàng rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường qua giọng nói của tôi. Anh vươn tay nắm lấy tay tôi hỏi. Sao thế? Có chuyện gì à? Tâm trạng của em hình như không tốt. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, tôi giật mình định rút tay về. May sao kịp làm chủ hành động để yên cho anh nắm. Sở dĩ tôi có phản ứng đó là vì cảm thấy cơ thể mình không còn sạch sẽ, sợ mình vấy bẩn anh. Thú thật, tôi rất muốn kể hết mọi việc cho Hoàng biết, nhưng bản thân do dự không dám. Không phải sợ anh ghét bỏ mình, mà là không muốn sau khi biết chuyện, anh sẽ tìm Thế Hào đánh nhau một trận rồi rơi vào nguy hiểm. Không người đàn ông nào có thể chấp nhận những thương tổn vũ nhục người yêu mình gặp phải. Cho dù Hoàng là người ôn hòa, nhưng tôi tin anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu biết anh sẽ làm gì, còn Thế Hào, anh ta sẽ đối phó với anh ra sao? Tôi bị Thế Hào đối xử sao không quan trọng. Nhưng Hoàng, tôi không muốn anh bị liên lụy. Dẫu cho Hoàng không chấp nhận tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ mỉm cười trước mặt anh, rời xa anh, chúc anh tìm được một người con gái xứng đáng hơn tôi. Tôi gượng cười nói dối. Không có, chắc do em ngủ chưa đủ nên người hơi uể oải thôi. Nếu mệt quá phải nói với anh đấy, không được giấu anh đâu. Vâng. Tốt nghiệp rồi, em đã định xin vào đâu chưa? Hay là về công ty của gia đình? Tôi theo học thiết kế thời trang nên ra trường muốn làm đúng ngành nghề, mà công ty gia đình lại chuyên về sản xuất vải dệt, tạo ra những sản phẩm chất lượng cung cấp cho ngành thời trang. Hơn hết, sống chung nhà với mẹ con Thế Hào đã đủ khiến tôi mệt mỏi. Nếu còn làm chung công ty với anh ta, thật không dám khẳng định bản thân không bị bức đến phát điên. Vấn đề này Hoàng từng hỏi tôi, nhưng khi ấy tôi vẫn đang đi học. Mặt khác, nguyện vọng của bố là muốn tôi về công ty cùng Thế Hào phát triển, nên tôi cứ đắn đo mãi, tới hôm nay mới đưa ra lựa chọn. Chắc là em xin vào công ty thời trang. Anh biết đấy, thế mạnh của em là vẽ vời sáng tạo mà. Ừ, anh cũng thích em theo đuổi đúng đam mê. Có như vậy, một ngày làm việc mới ý nghĩa và trôi nhanh. Vâng, tạm thời em nghỉ ngơi, chơi 1-2 tháng đã rồi hãy đi làm. Anh có người thân bên ngành này, đến lúc đó sẽ giới thiệu em với cậu ấy. Tuy Hoàng là người yêu tôi, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi mọi lúc mọi việc, nhưng tôi không muốn bản thân trở nên ỷ lại, phụ thuộc quá vào anh nên lắc đầu từ chối. Anh cứ để em tự xin việc bằng chính thực lực của mình ạ. Dù là công ty lớn hay nhỏ, có tiếng tăm hay không tiếng tăm, thì em vẫn muốn thử một lần. Nếu trải qua nhiều lần đều thất bại,
không công ty nào chịu nhận em, đến lúc đó anh giới thiệu em với người thân của anh cũng không muộn mà. Ừ, vậy nghe theo em. Từng ngón tay của Hoàng đan xen ngón tay với tôi, anh giơ lên đặt xuống mu bàn tay tôi một nụ hôn thật sâu để thể hiện tình cảm. Đúng ra tôi nên hạnh phúc, đáp lại anh bằng một cái thơm má, nhưng thay vì làm vậy, tôi lại từ từ rút tay về nhắc nhở anh. Anh tập trung lái xe đi, em đói lắm rồi. Tuân lệnh em yêu, khoảng 5 phút nữa sẽ đến, đảm bảo em ăn là ghiền luôn. Chưa đầy 5 phút, chúng tôi đã đến địa chỉ Hoàng nói. Anh gọi 2 suất phở bát đá cùng tôi ăn sáng, sau đó dựa theo sở thích của tôi, đưa tôi đi mua sắm. Gần trưa, anh đặt bàn tại một nhà hàng hải sản, buổi chiều cùng nhau đi xem phim rồi đi chơi. Vì trong lòng mang theo phiền não, tôi ít nói, ít cười hơn ngày thường rất nhiều. Thậm chí có những lúc vì cảm động trước thái độ quan tâm ân cần của Hoàng mà sống mũi bỗng cay cay, nước mắt trực trào nơi khóe mi. 5 lần 7 lượt, tôi dằn lòng nhắc nhở bản thân không được rơi nước mắt. Vì anh mà cố gắng mỉm cười, lồng ngực trái tựa như vô vàn mũi kim châm vào, lan tỏa nỗi đau khắp nơi, khiến trái tim tôi tan nát thành nhiều mảnh vỡ vụn. Có đau đớn, có tủi nhục và cả bất lực nữa. Kết thúc một ngày, Hoàng đưa tôi về đã hơn 8 giờ rưỡi tối. Trước khi vào nhà, tôi ôm anh thơm má thay lời chào tạm biệt, nhưng Hoàng vẫn thấy chưa đủ, liền cúi đầu hôn xuống môi tôi. Cánh môi anh mềm mại, ấm nóng, nụ hôn nhẹ nhàng mang đủ yêu thương. Tôi không nỡ đẩy anh ra nên dây dưa đáp trả, lưu luyến ôm chặt anh, như thể nếu vòng tay tôi nới lỏng sẽ đánh mất anh mãi mãi. Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu mới chịu dừng lại. Tôi vùi đầu vào lồng ngực của Hoàng, cảm nhận hương nước hoa dịu dịu cùng với nhịp đập trái tim anh. Hoàng vuốt ve mái tóc của tôi khẽ cười. Không nỡ để anh về à? Tôi không trả lời câu hỏi của Hoàng, giọng nói có chút lạc đi. Hoàng, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Ừ, anh biết, anh cũng rất yêu em. Tình yêu của anh không kém so với em đâu, có khi còn nhiều hơn đấy. Nếu một ngày anh chán ghét em, không cần em nữa, em cũng không trách anh đâu, em luôn... Nói vớ vẩn gì thế? Giọng tôi khàn khàn, giọt lệ ngưng đọng khóe mắt định nói. Em luôn mong anh hạnh phúc. Nhưng lời chưa thốt ra hết, Hoàng đã chặn lại. Anh tách tôi ra, hai tay đặt ôm lấy cánh tay của tôi, nét mặt nghiêm túc nhìn tôi chăm chú. Không có chuyện anh chán ghét em đâu, em đừng có suy nghĩ linh tinh. Hoàng nhận ra trong mắt tôi long lanh nước, anh hơi chau mày. Anh cảm giác như em có tâm sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh nghe đi. Tôi hít một hơi, nặn ra nụ cười lắc đầu nói dối. Tại hôm qua chia tay bạn bè, trong lòng vẫn man mác buồn. Không nghĩ 4 năm đại học trôi qua nhanh như vậy. Sau này bạn bè mỗi đứa một nơi, chẳng biết có bao nhiêu cơ hội gặp gỡ tụ họp, nên em có chút tiếc nuối. Lại nghe đám bạn em kể, tình yêu thời đi học sau khi ra trường xác suất chia tay cao lắm, nên em mới nói thế. Và lại em chỉ bảo là nếu thôi mà. Không có nếu gì hết, trừ khi em có ý định đá anh. Không, em không đá anh đâu, em rất yêu anh đấy. Hoàng dùng một tay nâng cằm tôi lên, anh hôn môi tôi kiên định nói. Nói lời giữ lời, em yêu anh yêu em, chúng ta bên nhau quyết không chia tay. Tôi tin sự chân thành trong con người Hoàng, tin vào tình yêu anh dành cho tôi suốt 2 năm qua, nhưng bản thân không khỏi tò mò thái độ của Hoàng khi anh biết tôi không còn trong sạch thế nào, vì tôi không định giấu anh cả đời nên gặng hỏi. Chỉ là câu hỏi nếu thôi, em rất muốn biết suy nghĩ của anh ra sao, có thể chiều lòng em cho em biết đáp án không? Hoàng không muốn trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ không thể bỏ qua của tôi nên đành đáp. Thôi được, anh sẽ trả lời. Trong mắt anh, em là một cô gái rất tốt và hiểu chuyện. Trường hợp anh ghét em khó xảy ra lắm. Anh cũng dám khẳng định mình là người trung thủy. Khi còn trong mối quan hệ yêu đương với em, chắc chắn không để mắt tới cô gái khác. Về phần em, nếu em không còn yêu anh, thì anh sẽ buông tay để em được tự do, bởi vì anh yêu em. Còn nếu em vẫn yêu anh, nhưng vì vấn đề rắc rối nào đó khiến chúng ta nảy sinh mâu thuẫn hay phải chia tay, thì cần nói rõ ràng với nhau để tìm hướng giải quyết. Nếu tự giải quyết được, anh sẽ tự giải quyết. Nếu không tự giải quyết được, anh sẽ kéo em vào cùng giải quyết, bởi vì chúng ta yêu nhau mà. Từng câu từng chữ như liều thuốc xoa dịu trái tim tôi, bao ưu phiền trong lòng vơi bớt không ít. Một nụ cười hạnh phúc nở trên khóe môi, mang theo sự cảm động và biết ơn vô vàn. Tôi nói, Hoàng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em và ở bên cạnh em. Khách sáo với anh vậy hả? Lời thật lòng của em đấy. Trong tình yêu, tuy không thể thiếu những lời đường mật, nhưng anh vẫn thích em dùng hành động bày tỏ lòng mình hơn. Dứt lời, Hoàng siết vòng tay ôm tôi lại gần. Chưa đợi tôi phản ứng,
đã thả từng nụ hôn lên má và môi tôi, đến khi tôi bật cười thành tiếng mới chịu dừng lại. Đi chơi cả ngày rồi, anh mau về đi. Hoàng lưỡng lự như không muốn rời đi, nhưng sau cùng vẫn phải bảo. Ừ, vậy anh về nhé. Vâng, về nhà nhắn báo em biết. Ừ, em vào nhà đi. Không, em đợi anh về rồi vào sau. Được rồi, tạm biệt em. Tạm biệt. Sau khi hình bóng chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới mở cổng vào trong. Vừa đi đến lưng chừng sân, cô Năm giúp việc gia đình tôi nhanh chân chạy tới, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, dè dặt nhắc tôi. Vì, cháu phải cẩn thận mẹ con bà chủ đấy. Tâm trạng họ không tốt, e là sẽ trút giận lên người cháu. Có chuyện gì ạ? Không biết cậu chủ đắc tội với ai mà hồi chiều mang gương mặt bầm tím về nhà. Suốt từ lúc về mặt mũi cứ hầm hầm, tức giận trông đáng sợ lắm, còn đập phá đồ đạc, chửi thề không ngớt. Đáng lắm. Người như thế Hào cũng nên bị người khác đánh cho vài trận để anh ta bớt tính kiêu căng ngạo mạn, bớt nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ đi. Ai ai cũng phải khiếp sợ dè chừng anh ta chắc. Tôi nhếch miệng cười khinh, sớm đã quen với những trận giận cá chém thớt của Thế Hào nên tôi cũng bình thản nói. Vâng, cháu biết rồi ạ. Bước gần đến phòng khách, tôi thấy bà Liên đang ngồi cạnh Thế Hào, vừa nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bầm trên mặt và cánh tay của anh ta, vừa suýt xoa thương xót, oán trách người đánh con trai bảo bối của mình. Ác ổn thế là cùng, đánh con trai mẹ ra nông nỗi này đây. Vài hôm nữa, con thuê đám xã hội đen đánh trả nó cho bõ tức. Mẹ, anh ta quả thật không dễ dây vào đâu. Con còn dám tính kế anh ta, đến cái mạng này không khéo giữ không nổi. Ghê gớm vậy cơ à? Chứ sao, lần này coi như phí công vô ích, không trông chờ gì nữa. Thế Hảo nói đến đây thì bắt gặp tôi đứng trước cửa lớn nên ngưng lại. Tôi làm như không nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi của mẹ con họ mà máy móc chào một tiếng rồi tính lên lầu. Nhưng anh ta bị đánh đến tím tái mặt mày thế kia, liền đó muốn trút giận. Ánh mắt Thế Hảo sắc lẹm lườm tôi, lạnh giọng nói. Đứng lại! Tôi không muốn nghe theo, nhưng thay vì kháng cự, tốt nhất vẫn nên dừng bước. Ít ra cơn điên của anh ta sẽ không đẩy đến đỉnh điểm, có đánh tôi cũng bơn bớt hơn. Có chuyện gì? Mày đi đong đưa cả ngày giờ mới chịu vác mặt về nhà đấy à? Tôi đi cả ngày, chẳng phải giúp anh đỡ ngứa mắt hay sao? Thế Hào đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, hùng hổ bước nhanh tới đứng trước tôi, vùng tay phải lên đánh nhưng tôi kịp ngăn lại. Tuy nhiên tránh được một cái mà không tránh được cái thứ hai. Sau cái tát thứ nhất không thành, Thế Hảo giơ tay trái tát mạnh, nghiến răng chửi. Mày còn trả treo à? Cú đánh chút xuống, đầu tôi bị đánh nghiêng sang một bên, tai ù đi, mọi vật đều trở nên tròng trành. Không cho tôi thời gian đứng thẳng, anh ta nhấc chân đá vào bụng tôi, khiến tôi nằm ngã sõng xoài trên nền gạch lạnh lẽo. Dường như chưa đủ, mặt tôi đau đớn nhăn nhó mặt mày, Thế Hảo liên tiếp đá vào người tôi, đi kèm mỗi cú đá là những câu mắng nhiếc. Dành con láo toét, nhân nhượng cho mày đường sống mày không thích, lại thích tàn đời phải không? Loại vô tích sự, nuôi mày tốn cơm tốn gạo, không được việc chó gì. Không vì nể mặt ông già nằm liệt giường, tao bán mày đi làm gái từ lâu rồi, rõ chưa? Tôi hận không thể giết Thế Hào, hận bản thân chưa đủ mạnh để chống trả, bắt mẹ con anh ta phải trả giá cho những việc xấu đã làm. Hết lần này đến lần khác, thủ hận tích tụ thành khối lớn trong lòng, nhưng tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chờ một ngày tôi đủ năng lực đòi lại toàn bộ món nợ suốt những năm qua. Nguyễn Thế Hào, Bùi Thu Liên, một ngày nào đó, tôi sẽ để các người cảm nhận hết thảy những bất hạnh tôi phải chịu. Từng chút đều mang trả hết, quyết không bỏ sót. Mỗi phát đá đều như muốn đoạt mạng tôi, anh ta đạp vào bụng, vào người tôi không hề thương tiếc. Khi Thế Hào giơ cao chân trước mặt tôi, khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mặt mình sẽ sưng vù, miệng chảy máu nếu anh ta đạp xuống. Nhưng ngay giây sau cô Năm bỗng xuất hiện, bổ nhào tới ôm chân cậu ta che chắn cho tôi. Cậu chủ, tôi xin cậu đừng đánh cô chủ nữa. Thế Hào hất cô Năm ra không được, tức giận quát lớn. Biến! Tôi xin cậu tha cho cô chủ. Ai là cô chủ? Nó chỉ là đứa con hoang, con của một đứa ca ve. Cô Năm vội sửa lời chiều lòng anh ta. Vâng vâng, cậu tha cho Vi đi, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất, nhiều đó đủ dạy dỗ cô ấy rồi. Rác rưởi như nó, có đánh chết cũng không chừa thói hỗn láo. Tôi phải đạp cho nó rơi răng, ngậm miệng chó lại. Cô cút ra mau. Cậu chủ, tôi xin cậu. Khuyên Thế Hảo không được, cô Năm quyết không buông tay. Cô ấy nhìn đến bà Liên xin xỏ. Bà chủ, bà khuyên cậu Hảo một tiếng đi. Tức giận mấy cũng không nên đánh Vi như thế. Xảy ra án mạng, chẳng phải sẽ bất lợi tới cậu ấy hay sao? Bà nghĩ cho cậu chủ, nể mặt ông chủ tha cho Vi đi.
Nghe vậy, bà Liên mới chịu lên tiếng khuyên nhủ con trai. Hào, đủ rồi, nó chết ra đấy lại phiền phức đấy. Mẹ yên tâm, con sẽ không đánh chết nó đâu. Thôi, bố con biết chuyện không khéo tức chết. Ông ấy mà chết, con không được lợi ích gì đâu. Bố có lập di chúc rằng nếu ông mất, 36% cổ phần và một nửa tài sản của ông do tôi thừa hưởng, nửa còn lại đem quyên góp từ thiện. Về phía Thế Hào, trước đó đã được bố chuyển giao 22% cổ phần công ty, nhưng với anh ta là chưa đủ. Mẹ con họ muốn bố sửa di chúc. Sau khi ông mất, mọi thứ đều phải thuộc về Thế Hào. Đó cũng là một phần nguyên nhân bọn họ chịu bỏ tiền chữa bệnh cho bố. Nhắc đến lợi ích, Thế Hào cay cú ra mặt nhưng vẫn thu chân về. Cút ngay khuất mắt tao! Cả người tôi đau co rúm. Cô Năm vội đỡ tôi dậy, dìu tôi về phòng trước khi Thế Hào đổi ý. Trong phòng ngủ, cô Năm giúp tôi giảm bớt cơn đau cùng những vết bầm tím đang mỗi lúc hiện rõ, xót xa bảo. Thừa biết là họ ghét mình, sao cháu không nhẫn nhịn một chút, còn chọc giận Thế Hào làm gì, để rồi khổ thế này đây. Cô cũng biết mà, đâu phải cháu chưa từng nhẫn nhịn bọn họ, nhưng anh ta đã muốn kiếm chuyện, thì cháu thở thôi cũng làm anh ta khó chịu. Vì, hay là cháu dọn ra ở riêng đi, chứ sống chung nhà với mẹ con Thế Hào, hở ra là họ mắng chửi đánh đập cháu, chịu sao nổi được. Cháu không thể làm đứa con bất hiếu được. Cô biết cháu lo lắng cho ông chủ, nhưng nếu ông chủ biết tại vì mình mà cháu phải chịu khổ, ông ấy sẽ không đành lòng đâu. Cháu cứ yên tâm ra ngoài sống và làm việc thật tốt. Cô giúp cháu chăm sóc ông chủ, mỗi ngày đều thông báo với cháu tình hình của ông ấy. Cháu thấy có được không? Có sự tồn tại của tôi cùng mục đích chưa đạt được mà mẹ con Thế Hào còn chẳng mấy quan tâm đến bệnh tình của bố. Huống hồ nếu tôi rời khỏi đây, ai dám đảm bảo bố được đối xử tốt? Không biết chừng bọn họ sẽ tìm cách thay đổi di chúc theo ý của mình, sau đó bỏ mặc sống chết của ông. Cháu... Trải qua vô số trận đánh vô duyên vô cớ, thú thật tôi rất muốn rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ đến bố, giữa ông và cuộc sống tự do, tôi lại đắn đo không thể lựa chọn. Ngập ngừng chốc lát vẫn không đưa ra được câu trả lời. Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Ước tính thời gian, tôi đoán người nhắn đến là Hoàng. Tôi không nhanh không chậm lấy máy, mở đọc tin nhắn. Anh đã về tới nhà rồi, giờ chuẩn bị đi tắm, lát nữa nói chuyện với em. Vâng. Hoàng không nhắn lại, tôi cũng tắt điện thoại. Cô Năm đang tính nói thêm gì đó, nhưng dưới nhà truyền đến tiếng gọi của bà Liên. Năm, cô chết dí trên đấy à? Vác cái xác xuống đây dọn dẹp dưới này mau. Năm, cô điếc hả? Tránh việc cô Năm bị vạ lây, tôi bảo. Cô mau đi xem bà ta cần gì đi, cháu không sao đâu. Vậy cô xuống nhà trước nhá, có việc gì cứ gọi cho cô. Vâng. Tắm gội rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi ngồi bên mép giường suy ngẫm mà nước mắt tuôn rơi. Ngày mẹ qua đời, bà luôn nhắc nhở tôi phải nghe lời hiếu thuận với bố. Cho nên ngoài trách nhiệm của một người con, tôi còn muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nếu tôi bỏ đi, bố sẽ ra sao? Liệu mẹ có buồn trước sự lựa chọn ấy hay không? Hay sẽ hiểu lầm tôi? Tôi nhớ cuộc sống khi có mẹ bên cạnh, tuy không đủ đầy, đôi lúc phải nhận về vô số ánh mắt dè bỉu của người đời khi không có bố. Nhưng so với cuộc sống trong căn nhà này vẫn còn tốt hơn nhiều. Tôi ghé qua phòng bố, lặng lẽ ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt tiểu tụy đang ngủ say của ông lại càng đau lòng. Giá như bố khỏe mạnh, giá như ông thay tôi làm chủ, tôi nhất định sẽ kể hết những chuyện tồi tệ mình gặp phải, nhờ bố đòi công bằng. Thế nhưng sức khỏe của bố yếu kém, chắc chắn không chịu nổi đả kích mà bệnh tình chuyển biến xấu thêm. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy cuộc của bố, thầm nói trong lòng. Bố, con mệt quá, con không thích sống ở đây nữa. Con rất muốn rời đi, nhưng không đành lòng để bố một mình. Sức chịu đựng của con sắp cạn kiệt rồi. Vì con, bố mau sớm khỏi bệnh nhé. Tôi ngồi không lâu thì quay về phòng. Vừa khóa cửa xong, điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông. Thấy Hoàng gọi video, tôi không dám bắt máy, sợ anh nhìn ra vết thương mới trên mặt của mình nên đã từ chối nhắn cho anh. Mình nhắn tin nhé, tại em cũng đang nhắn tin với Hoa. Nếu cô em lại lơ đãng không trả lời tin nhắn của Hoa, nó sẽ dỗi em mất. Hoàng đồng ý cùng tôi nhắn tin. Được một lúc anh chợt đổi ý. Nói chuyện cùng bạn xong cho em, anh gọi nhé. Muốn ngắm người yêu anh rồi. Tôi lập tức từ chối. Vẫn chưa, mà hôm nay gặp nhau cả ngày rồi, em không cho anh ngắm nữa đâu. Nhìn nhiều anh lại nhanh chán em. Hâm, nói như em thì các cặp vợ chồng dần đều rồi chán nhau à? Không thể so sánh như vậy được. Đã là vợ chồng, ngoài tình yêu đôi lứa còn là tình nghĩa phu thê và sự gắn kết giữa hai người, đặc biệt là cảm giác thân thuộc đối phương mang lại cho mình. Vợ chồng sống chung nhà mà hết hứng thú với nhau
thì đâu còn hạnh phúc nữa. Tin vừa gửi đi, Hoàng đọc xong không trả lời mà trực tiếp video call. Lần một tôi tắt máy, đang soạn tin gửi anh thì Hoàng đã gọi lần hai cùng dòng tin nhắn. Em không nghe là anh giận đấy. Sau cùng, tôi đành phải bắt máy trong thấp thỏm lo âu. Thấy tôi quay camera về sau, Hoàng khẽ nhíu mày. Ơ, em tính để anh nói chuyện với ga giường à? Quay camera lại đi. Em... Tôi chần chừ không làm theo ý Hoàng, nhưng anh đã cảm nhận được sự khác thường của tôi nên hỏi thẳng. Vì, em có giấu anh chuyện gì đúng không? Có phải Thế Hảo lại bắt nạt em không? Nói cho anh biết ngay, anh không cho phép em giấu giếm. Tôi ngoan cố không thừa nhận, Hoàng không vui ra mặt, giọng điệu nghiêm túc bảo. Em vẫn muốn giấu anh à? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng nữa sao? Không có, em... Vì, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng nên kể cho anh nghe. Anh cùng em tìm hướng giải quyết, chứ không phải một mình em ôm hết khó khăn muộn phiền. Chúng ta từng hứa những gì em quên rồi sao? Đã hứa không giấu nhau, sẽ chia sẻ mọi vui buồn với đối phương cơ mà. Từng câu Hoàng nói dần đánh tan sự kiên cường cố chấp của tôi. Ngoài anh ra, tôi đã chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Nếu ngay cả anh tôi cũng che giấu, không chịu giải bày, thì có người nào để tôi tin tưởng tâm sự đây? Và lại chuyện tới nước này, tôi nên kể toàn bộ sự thật với Hoàng. Dẫu phía trước là thuận đường chung lối hay là chia cách đôi ngả, tôi cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt. Sống mũi tôi cay cay, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Tôi quay hướng camera để Hoàng nhìn thấy mình, cổ họng nghẹn đắng gọi tên anh. Hoàng! Anh biểu cảm sửng sốt vội hỏi. Mẹ con Nguyễn Thế Hảo lại đánh em sao? Tôi gật đầu vừa khóc vừa bảo. Em sợ lắm, mẹ con bọn họ lúc nào cũng kiếm chuyện với em. Sáng nay đã một lần, tối về lại một lần nữa. Em không biết mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Sao em không nói sớm với anh? Nếu anh không gặng hỏi, em định giấu anh đến bao giờ? Em không muốn anh phải lo lắng. Đồ ngốc này, em có biết để em phải chịu tổn thương mà anh không biết, không giúp gì được cho em, thì ngoài lo lắng ra, anh còn tự trách mình nữa hay không? Đợi anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ. Đừng, anh đừng đến. Tôi vội lên tiếng ngăn cản vì sợ Hoàng đánh nhau với Thế Hào. Đến lúc làm lớn chuyện, người thiệt thòi nhất sẽ là tôi và anh. Thế nhưng mặc tôi khuyên can, Hoàng vẫn một mực lái xe đến nhà, điện thoại cũng không tắt đi. Nói Hoàng không được, tôi đành chạy xuống dưới đứng đợi ở cổng trước khi anh tới. Hoàng đến với gương mặt đằng đằng phẫn nộ. Anh muốn xông vào trong, nhưng bị tôi ôm chặt eo cầu xin. Hoàng, anh đừng tìm anh ta, em xin anh đấy. Em bỏ anh ra, anh đòi lại công bằng cho em. Không thể để bọn họ hết lần này tới lần khác như vậy được. Sau này em sẽ chú ý hơn, không để mẹ con anh ta động đến em nữa. Em sẽ bảo vệ tốt cho mình mà, anh nghe lời em đi. Vì Hoàng tức giận, cao giọng gọi tên tôi, tách vòng tay tôi đang ôm anh ra giữ lấy bả vai. Ánh mắt anh đỏ ngầu giận dữ, nhưng ẩn sau bên trong là xót thương vô hạn. Trước giờ em chưa từng cam chịu đến mức này, tại sao không để anh đánh cho hắn một trận, cho hắn biết em luôn có anh bảo vệ. Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả, quyết không bỏ qua nếu bọn họ còn động vào em. Lần nào mẹ con họ cũng lấy bố ra uy hiếp em, anh bảo em phải làm sao? Em nghĩ cho bố anh hiểu, nhưng em cũng nên nghĩ tới bản thân mình nữa chứ. Em càng vì bố nhẫn nhịn thì bọn họ lại càng lấn tới. Chúng ta cần tìm cách đối phó với mẹ con Thế Hào, bắt họ trả giá cho những hành vi sai trái đã làm với em. Không phải tôi chưa từng tìm cách trả đũa, đã có lần lén trích xuất camera, lấy phần dữ liệu tôi bị Thế Hào hành hung để kiện anh ta. Tiếc là chưa kịp hoàn thành, anh ta đã phát hiện ra kế hoạch của tôi. Kết quả là bị đánh đến thập tử nhất sinh. Từ đó Thế Hào càng thêm phần cẩn trọng, mỗi lần đánh tôi xong đều xóa sạch chứng cứ phạm tội. Thế Hào tàn bạo, vô nhân tính, lại đầy rẫy mưu hèn kế bẩn. Muốn đối phó với anh ta cần người cao tay, máu lạnh hơn mới trị được. Em chuyển ra ngoài sống đi, ngày mai anh thưa chuyện với bố mẹ, chúng ta kết hôn. Đáng ra tôi nên vui khi Hoàng đề cập vấn đề này, mong muốn sớm ngày cùng anh về chung một nhà, xây dựng tổ ấm riêng đang gần ngay trước mắt. Nhưng giờ đây tôi không sao cười nổi, bởi bản thân chẳng còn trong sạch, chẳng còn xứng đáng với anh nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi lòng nặng trĩu bảo với Hoàng. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chúng ta vào trong xe nhé. Hoàng nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi rồi đồng ý lên xe. Trong không gian yên tĩnh hạn hẹp, tôi im lặng hồi lâu mới mở miệng, đem hết toàn bộ sự việc tối qua kể cho anh nghe. Mỗi câu tôi nói ra đi kèm là những giọt nước mắt rơi xuống. Tuy không nhìn thẳng vào Hoàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt buồn bã, thê lương của anh nhìn tôi rất kỹ, cơ thể cũng khẽ rung lên. Câu chuyện kết thúc, tôi nghe rõ tiếng nghiến răng của Hoàng.
bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm từ bao giờ. Lần đầu tiên anh chửi thề, thằng khốn Thế Hảo, anh phải giết nó. Hoàng định mở cửa xuống xe nhưng tôi đã ngăn lại, khóc nấc lên. Hoàng, em xin anh hãy giữ bình tĩnh lại đi. Hắn ta gài bẫy hãm hại em bảo anh giữ bình tĩnh làm sao đây? Em biết anh bất mãn thay cho em, nhưng anh tìm Thế Hảo tính sổ cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Cô làm lớn chuyện, người mất mặt chỉ có em thôi. Em đã đủ mệt mỏi rồi, không chịu nổi xấu hổ nữa đâu. Nghe vậy, Hoàng mới chịu ghìm xuống tức giận. Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong, thanh âm phát ra nhỏ vô cùng. Em không biết Thế Hảo sắp xếp em ngủ với người đàn ông kia là có mục đích gì. Cũng không biết hắn ta là ai, không có chứng cứ buộc tội bọn họ. Bây giờ, em chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc cố quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra vào tối qua. Em đã bị vấy bẩn, không xứng với anh nữa. Em... Không đợi tôi nói hết, Hoàng cất giọng trầm thấp cắt ngang. Tại sao hồi sáng không kể cho anh biết, mà đến tận giờ này em mới chịu nói? Tại sao em cứ thích một mình ôm hết lấy những bất hạnh vậy Vi? Anh là người yêu của em, chẳng lẽ không đáng để em tin tưởng giãi bày sao? Không phải, anh luôn là người em tin tưởng nhất. Em không có ý định giấu anh chuyện này, chỉ là không cách nào nói ra. Vì cứ nghĩ đến là em lại cảm thấy ghê tởm bản thân. Em càng không muốn anh đánh nhau với Thế Hào, rồi anh ta sẽ bày cách hại anh. Em chịu khổ sao cũng được, nhưng em không thể liên lụy đến anh được. Không muốn sự việc chuyển đến tai bố. Em cho là anh sẽ chán ghét, chê bai em, nên em mới hỏi anh câu hỏi lúc tối anh đưa em về nhà đúng không? Tôi lặng lẽ gật đầu, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp Hoàng chia tay mình. Nhưng từng lời anh thốt ra sau đây đã vượt ngoài suy đoán của tôi. Vì, em nghe cho rõ đây, anh yêu em không quan tâm tới chi tiết, một tấm màng mỏng không đáng để anh bận tâm. Huống hồ chuyện tối qua em là người bị hại, em không hề tình nguyện. Điều khiến anh hối hận nhất đó là đã không nhất mực đón em mặc em từ chối, đã không kịp thời có mặt cứu em khỏi đám người xấu xa kia. Em không làm gì sai, người sai là Nguyễn Thế Hào, rồi anh ta sẽ gặp quả báo. Nếu anh chia tay em không trách anh đâu. Em muốn anh được hạnh phúc, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Còn em... Hoàng nắm lấy tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ khí kiên định nói. Em là người xứng đáng để anh yêu. Tình yêu anh dành cho em sẽ không vì chuyện vớ vẩn kia mà thay đổi. Anh không những không chia tay, mà còn muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn, trở thành vợ chồng. Anh muốn mang tiếng cười, niềm vui cho em, để nửa đời về sau, em không bao giờ phải rơi nước mắt nữa. Vành mắt tôi đỏ lựng, lòng đầy cảm kích nhìn Hoàng không nói nên lời. Anh kéo tôi ôm vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng tôi an ủi. Quên chuyện tối qua đi, xem đó là một cơn ác mộng, không nghĩ đến sẽ không phiền lòng. Mùi hương quen thuộc, giọng nói ôn nhu, tất thảy đều khiến tôi yên tâm, nhưng tôi vẫn tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn. Lúc sau Hoàng mới tách tôi ra, đưa ngón cái khẽ lau giọt lệ trên mặt tôi, anh bảo. Nghe lời anh, đừng khóc nữa, có anh ở đây. Từ nay trở đi anh không để bất cứ người nào có cơ hội làm tổn thương em đâu. Gặp được Hoàng là điều may mắn nhất đối với tôi sau những tổn thương của quá khứ và hiện tại. Anh bước vào cuộc đời tôi rất nhẹ nhàng, ôm lấy những vết thương và xoa dịu bằng tình yêu. Anh chiều chuộng, yêu tôi bằng thứ tình cảm chân thành và ấm áp. Chẳng biết phía trước sẽ ra sao, nhưng tôi hy vọng chúng tôi mãi thương nhau như thế, luôn tồn tại trong cuộc sống đối phương. Tôi dần nín khóc, nghẹn giọng nói. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Vì chuyện ngoài ý muốn mà bỏ em, vậy anh chẳng khác nào tên khốn Thế Hào. Không, anh không giống anh ta. Thế Hảo vĩnh viễn không so sánh được với anh. Hoàng giơ tay vuốt mái tóc tôi, khóe môi anh hơi cong lên động viên tôi. Đừng buồn nữa nhé, chúng ta cùng quên chuyện đó đi. Vâng. Nói ra hết tất cả, tôi như chút bỏ được phần nào tảng đá đè nặng trong lòng. Ngồi bên Hoàng, cùng anh vạch định tương lai phía trước. Anh khuyên tôi hãy chuyển ra ngoài, đợi sau khi kết hôn sẽ đón bố về sống chung. Nhưng tôi đoán Thế Hảo tuyệt đối không để tôi đưa bố đi, khi mục đích của anh ta chưa đạt được. Tôi không quá hứng thú với cổ phần của công ty, cơ mà ghét Thế Hào, không muốn mẹ con anh ta được như ý. Phần vì bố thả giao tài sản cho tôi và đem đi từ thiện, chứ không chuyển hết cho Thế Hào hẳn là có lý do. Vậy nên kết hôn xong, bằng mọi giá, tôi phải đón bố về sống cùng. Còn trước mắt nghe theo ý của Hoàng dọn ra ở riêng. Hơn 10 giờ tối, đèn điện trong nhà dần tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ phòng ngủ của tôi ở tầng 2 hắt ra bên ngoài. Thời gian đã muộn, mặc dù không nỡ xa Hoàng, nhưng tôi vẫn khuyên anh sớm quay về. Hoàng không yên tâm để tôi vào nhà,
Lo lắng thấy Hảo lại đánh tôi nên muốn đưa tôi đi thuê phòng khách sạn ở tạm một đêm, ngày mai cùng tôi đi tìm chung cư. Trước sự thuyết phục của Hoàng, tôi đã đi cùng với anh. Đêm đó Hoàng cũng không về mà ở lại bên tôi. Hai đứa nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Anh ôm tôi vào lòng để tôi gối đầu lên cánh tay của anh, tạo cảm giác an toàn cho tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tìm được căn chung cư ưng ý, Hoàng đưa tôi về nhà dọn lấy ít đồ. Tôi lựa lúc thấy Hảo đã đến công ty, vừa hay bà Liên cũng không có nhà. Ban đầu tôi nghĩ bà ta chỉ đi đâu đó, nhưng cô Năm bảo rằng mới sáng sớm, hai mẹ con thấy Hảo đã bay sang nước ngoài, ước chừng hơn nửa tháng mới trở về. Bởi vì họ đi vắng, nên dự định chuyển ra ngoài tạm gác lại. Tôi muốn ở nhà chăm sóc bố và Hoàng cũng đồng ý. Thời gian ấy là lúc tôi thoải mái nhất, ngồi trong nhà đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua. Cuộc sống bình yên khác hẳn không khí bí bách, ngột ngạt khi có mẹ con Thế Hào. Hoàng về thưa chuyện với bố mẹ. Nghe anh kể lại, hai bác rất vui vì chúng tôi dự định kết hôn nên hẹn tôi hai ngày nữa đến nhà dùng cơm cùng nhau nói chuyện. Tuy không phải lần đầu đến nhà Hoàng, nhưng hôm ấy tôi cứ có cảm giác rất lạ, có hồi hộp xen lẫn lo lắng. Thoáng nghĩ có lẽ vì lần này không giống những lần trước là đến chơi thông thường nên mới thế. Ngặt nỗi tại đây, đã xảy ra một việc tôi không ngờ tới. Hoàng dẫn tôi vào nhà, thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, anh cất lời. Bố mẹ, con dẫn con dâu tương lai của bố mẹ đến rồi đây. Nghe tiếng Hoàng, hai bác đang uống trà nói chuyện với vị khách đối diện, liền chuyển tầm mắt về phía chúng tôi, nở nụ cười hiền hậu. Khi tôi lễ phép cúi người chào hỏi, cũng là lúc người kia quay đầu lại. Giây phút trông thấy người đàn ông ấy, tôi giật mình không tin nổi hình ảnh trước mắt là thật. Muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như dính chặt xuống nền nhà, đứng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm. Gặp anh ta như gặp phải ma quỷ, tôi sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh ta cũng nhìn thẳng vào tôi. Trong lúc hoảng hốt, cơ thể tôi mất trọng tâm, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. May mắn vẫn đủ tỉnh táo vịn cánh tay của Hoàng. Anh nhận ra điểm bất thường, quay sang tôi ân cần hỏi nhỏ. Sao thế? Không, em không sao. Tôi lúng túng thu lại ánh mắt, lắc đầu nói dối anh, vội điều chỉnh lại tâm trạng đứng thẳng người. Hoàng tưởng tôi hồi hộp nên bảo, thả lỏng đi, không cần căng thẳng đâu, cứ bình thường như mọi lần thôi. Vâng. Bác gái lên tiếng vẫy tay với chúng tôi. Đến rồi hả? Nào, hai đứa mau lại đây. Hoàng nắm tay tôi tiến lên trước, cười nói với bố mẹ một hai câu, rồi hướng tay đến người đàn ông giới thiệu. Vì... đây là cậu họ của anh, cậu ấy tên là Minh Chí. Hoàng quay sang tôi giới thiệu với cậu mình. Cậu, cô ấy là người yêu, à không, vợ sắp cưới của cháu tên là Bảo Vi. Vẫn biết trái đất tròn, nhưng tôi không ngờ trong hơn 99 triệu dân Việt Nam, tên khốn từng làm hại tôi lại là cậu của Hoàng. Khuôn mặt anh ta tinh tế, ngũ quan đơn thuần, ánh mắt bình thản rơi trên người tôi, khóe mắt đuôi mày lạnh nhạt, thoáng nhìn đã biết không phải người có xuất thân tầm thường. Giờ phút này, tôi chỉ cầu duy nhất một chuyện, đó là anh ta không nhận ra tôi, hoặc có nhận ra cũng xem như không biết tôi. Nhưng không, tôi quen anh ta là một tên khốn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ta không những không giả vờ xa lạ, mà còn tỏ ra quen biết. Khóe miệng Chí nhếch lên, chìa tay trước mặt tôi. Chào mừng gặp lại cô. Khác hẳn thái độ hung dữ tàn nhẫn vào mấy ngày trước, anh ta lại bày ra dáng vẻ thân thiện khi gặp người từng quen. Không thể phủ nhận, giọng nói của Chí khá đặc biệt, trầm thấp dễ chịu, pha chút lạnh lùng, rơi vào tai người khác thì hết sức thoải mái. Nhưng khi lọt vào tai tôi lại khiến tôi giật mình. Cơn ác mộng được vùi sâu trong ký ức bỗng chốc tái hiện. Hoàng và hai bác khá bất ngờ trước câu nói của Chí. Mọi người đưa mắt nhìn anh ta rồi nhìn tôi. Vẻ mặt của Hoàng ngạc nhiên hỏi. Hai người quen biết sao? Sợ hãi khiến tâm trí tôi hoảng loạn, nhưng lý trí thúc giục tôi nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhắm chặt mắt. Lúc mở ra đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy mấp máy cánh môi, chưa kịp trả lời thì người kia đã nói trước. Từng gặp một lần, nên cũng được xem là có biết. Vậy ạ, cháu rất tò mò muốn biết cậu và Vi gặp nhau trong trường hợp nào đấy. Chí thu tay về liếc mắt sang tôi, chừng 2 giây rồi chuyển hướng về Hoàng, nụ cười trên môi anh ta hiện rõ, nhưng ánh mắt không mang ý cười. Cháu hỏi người yêu mình đi. Câu này cậu nhường Vi trả lời. Rõ ràng Chí đang nhắm vào tôi, cố ý làm tôi khó xử. Đầu tiên, anh ta muốn mọi người biết tôi và anh ta từng gặp, sau đó bắt tôi phải tự giác giải đáp thắc mắc của Hoàng. Nhưng so với việc để Chí chính miệng kể sự thật với Hoàng và hai bác, tôi thả tiếp nhận câu hỏi này, bịa một câu chuyện nói dối mọi người. À, chuyện là mấy ngày trước, em đi cà phê với bạn,
bất cẩn làm đổ ly nước, mà đúng lúc cậu anh ngang qua nên không may bắn vào quần áo cậu ấy. Rồi sao nữa, cậu anh có bày mặt lạnh làm khó em không? Trí xen ngang vào. Không, chỉ là vô tình thôi, cậu không để bụng đâu. Vì xin lỗi xong thì cậu cũng rời đi vì còn bận việc. Cậu tốt bụng đột xuất thế, bình thường hay khó chịu lắm cơ mà. Cậu dễ tính nên cháu không quen à? Vậy cháu nói đi, cậu nên làm gì với Vi? Cho cậu một ý kiến để cậu đáp ứng nguyện vọng của cháu. Thôi đi, may mà cậu không gây khó dễ với Vi, nếu không hôm nay cháu nhất định tính toán với cậu. Thế cơ à? Người nên đòi tính toán phải là cậu chứ, vì bạn gái cháu mới là người va chạm cậu trước đấy. Cậu mà động đến người yêu cháu, cháu không nể tình cậu cháu mình đâu. Anh ta bật cười, mặt không đổi sắc, nói dối chẳng kém cạnh tôi, còn nói thêm vài câu với tôi. Vì chắc là bỡ ngỡ khi tôi là cậu của Hoàng phải không? Tôi cũng không thể tin người cháu trai tôi yêu lại là cô. Nếu biết cô là bạn gái của Hoàng, chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiếp cô. Lời Chí nói có bao nhiêu ẩn ý, sao tôi không nghe ra cho được. Nhưng Hoàng và bố mẹ anh không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ anh ta đối đáp bình thường nên cười cười bảo, đúng là cái duyên, sau này lại thành người một nhà rồi. Tôi thà đổi 10 năm tuổi thọ cũng không muốn trở thành người nhà với tên khốn này. Tại sao lại trớ trêu đến thế cơ chứ? Khó khăn lắm tôi mới ghìm xuống đau thương, quên đi mất mát, cố sống lạc quan để cùng Hoàng chuẩn bị cuộc sống mới. Vậy mà giữa người tôi yêu và người tôi hận tận xương tủy lại có quan hệ máu mủ. Tôi không muốn giấu giếm gia đình Hoàng, nhưng sự việc đến quá bất ngờ, tôi không biết nên làm gì mới phải. Nói ra hết tất cả rồi, đến đâu thì đến, hay im lặng tùy cơ ứng biến. Đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ, tiếng bác gái đánh thức tôi. Bác bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, đợi người làm nấu nướng xong sẽ cùng nhau dùng bữa. Bởi vì sự xuất hiện của Chí khiến tôi mất đi vẻ tự nhiên hàng ngày, nên tôi nói rất ít, chỉ khi bị hỏi mới gượng cười đáp. Theo lời bác gái giới thiệu thì bố bác ấy, tức là ông ngoại của Hoàng và bố của Chí, là anh em ruột. Đáng chú ý hơn, anh ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Linh, thương hiệu thời trang nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả ngoài nước. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi Vũ Minh Chí mà người người săn đón muốn được trông thấy diện mạo của anh ta lại là người đàn ông ở trước mắt tôi. Cũng đến tận hôm nay tôi mới biết gia thế nhà Hoàng không hề tầm thường. Anh không đơn giản chỉ là con trai của giáo sư trường đại học danh tiếng và tiến sĩ của bệnh viện nổi tiếng, mà còn là con cháu hào môn. Yêu nhau 2 năm, Hoàng chưa từng giấu tôi chuyện gì. Miễn là tôi muốn biết, anh tuyệt nhiên kể hết không giấu giếm nửa lời. Xuất thân của anh tôi đã biết được từ trước đó, chỉ là không tìm hiểu quá sâu tới tận đời ông bà anh mà thôi. Giá như cuộc gặp mặt này diễn ra trước khi sự việc không may kia xảy ra, có lẽ giữa tôi và Vũ Minh Chí đã khác. Dẫu cho Thế Hảo có mục đích riêng, tôi vẫn bị hãm hại, trở thành quân cờ trong tay anh ta, thì chí ít người lấy đi trong trắng của tôi cũng không phải là người thân của Hoàng. Nhưng cuộc đời này luôn chéo ngoe như vậy. Thấy tôi bần thần kiệm lời, lúc cùng mọi người ăn cơm không thoải mái như mọi khi nên Hoàng có hỏi. Tuy nhiên tôi đều bảo không sao. Anh ghé tai tôi nói nhỏ kiểu trêu chọc, sắp thành con dâu nên về ra mắt bố mẹ chồng tương lai mới ngại phải không? Nhìn em lo lắng anh cũng lo theo đấy. Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà. Anh không thấy như vậy đâu, em rõ ràng là rất căng thẳng. Tôi tự nhiên sao được khi Vũ Minh Chí ngồi đối diện với mình. Chốc chốc anh ta lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào tôi không chút kiêng dè, nhưng tuyệt nhiên chỉ cho tôi thấy, không để Hoàng hay bác nhận ra. Bác trai thoáng nghe Hoàng nói thì chủ động đề cập đến chuyện cưới xin. Mẹ đã đi coi ngày, thầy bảo 26 tháng sau ngày đẹp, thích hợp tổ chức hôn lễ. Chúng ta định ngày này nhé, hai đứa xem có được không? Ngày tháng ra sao tôi không ý kiến, tất cả đều nghe theo gia đình Hoàng, vì tôi tin họ sẽ sắp xếp chu toàn mọi việc. Hơn hết, hiện tại tôi rất mông lung, không chắc mối hôn sự này có thể diễn ra, bởi sâu thẳm trong thâm tâm tôi cũng không chấp nhận nổi việc cậu và cháu dâu từng có quan hệ. Về chung một nhà, khi mọi chuyện vỡ lẽ, hậu quả thế nào tôi không dám nghĩ tới. Đứng trước tình yêu, tôi cũng có ích kỷ của riêng mình. Tôi yêu Hoàng, muốn kết hôn với anh, cùng anh chung sống, trải qua những tháng ngày bình yên như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng tôi phải làm sao đây? Coi chuyện cũ là cơn ác mộng, nhắm mắt quên đi, thương lượng với Vũ Minh Chí không để Hoàng biết anh ta là kẻ vấy bẩn mình, hay là chọn cách buông tay, chấm dứt hết thảy những dây dưa liên quan tới Hoàng và Vũ Minh Chí. Trước mắt chưa thể đưa ra lựa chọn, tôi chậm rãi đáp một tiếng vâng. Trái ngược với câu trả lời nhàn nhạt của tôi, Hoàng sốt sắng hơn. Nếu đẩy thời gian sớm hơn nữa thì tốt bố ạ, con không muốn đợi lâu. Con gấp gáp gì chứ, bố mẹ chọn ngày gần nhất cho hai đứa rồi đấy. Yêu nhau 2 năm,
đợi thêm mấy chục ngày có sao đâu mà phải gấp gáp thế, cứ như không cưới nhanh là cái Vi chạy mất không bằng. Hoàng nắm tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, nói với bác trai. Con chính là sợ cô ấy đổi ý, chê con chưa đủ tốt. Tôi ngại hai bác và cũng cảm nhận được cái nhìn khinh khỉnh của Vũ Minh Chí nên ngượng nghịu muốn rút tay về. Nhưng Hoàng không chút nới lỏng mà thuận thế kéo tay xuống dưới gầm bàn đặt lên đùi anh. Bác gái cười cười. Bố mẹ biết con muốn lấy vợ rồi, nhưng chuyện trọng đại không thể qua loa. Hai đứa cũng cần có thời gian chuẩn bị mọi thứ. Nào là chụp ảnh cưới, mời khách, nên tháng sau là nhanh nhất rồi đấy. Con sớm lấy vợ, bố mẹ càng sớm có cháu bé chứ sao? Chẳng phải bố mẹ sốt ruột hơn cả con à? Lúc nào cũng giục con sớm rước Vi về còn gì? Con dâu tốt như Vi, ai không mong chứ? Nghe lời hai bác, chúng tôi đi đến thống nhất. Bên nhà Hoàng không lưu ý gì nhiều, vì bố mẹ anh để chúng tôi tự do mọi việc. Về phía nhà tôi, bác trai bảo. Mấy nữa, hai bác con nói chuyện với gia đình cháu xin cưới hỏi nhé. Bác tin bố cháu sẽ rất vui khi hai đứa kết hôn đấy. Còn mẹ con anh trai cháu... Bác trai ngập ngừng nhắc tới họ. Hai bác vẫn nói chuyện trao đổi bình thường như một lời thông báo thôi, sẽ không vì ý kiến của họ mà ảnh hưởng đâu. Chắc hẳn bác trai cũng đoán ra mẹ con Thế Hảo không dễ gì để tôi được như ý, có khi còn bắt bẻ đủ điều, nên đã nói quan điểm cho tôi biết. Với tôi, một khi lựa chọn làm vợ của Hoàng, tôi sẽ vì anh đương đầu gian nan thử thách, quyết không để họ bức bách, ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi. Vâng, cháu chỉ còn bố là người thân duy nhất, nên mọi chuyện cháu nghe theo hai bác và anh Hoàng ạ. Hoàng bảo, bố mẹ nói chuyện với chú Danh là được rồi, còn hai người kia mặc họ đi. Dù sao Thế Hảo cũng là anh trai Vi, con bé lại ở chung nhà với họ, nên chúng ta vẫn phải nói một tiếng. Bỗng Vũ Minh Chí cất tiếng xen ngang, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, tìm hiểu kỹ chưa mà kết hôn? Nghe qua không khác nào một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng đặt vào vị trí của tôi, thoáng nghe đã hiểu trong lời nói là sự phản đối, không tán thành cuộc hôn nhân này. Cũng dễ hiểu thôi, Vũ Minh Chí cho rằng tôi gài bẫy trèo lên giường anh ta, nên trong mắt anh ta tôi là người phụ nữ xấu xa bỉ ổi. Ngoài ghét bỏ khinh thường tôi vì chuyện kia ra, Chí đời nào để cháu trai của mình kết hôn với người từng ngủ với anh ta chứ? Hoàng đáp, tìm hiểu kỹ lắm rồi, chúng cháu đều biết rõ ưu điểm khuyết điểm của đối phương. Vậy à, liệu có tự tin quá không? Thời gian quen biết dài hay ngắn không phải mấu chốt, vì nhiều người rất giỏi che giấu, không cẩn thận rất dễ bị dắt mũi. Nên nhớ, chẳng ai hiểu rõ một người bằng chính bản thân họ đâu. Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống bởi lời nói ẩn ý của Chí. Mọi người đổ dồn ánh mắt về anh ta, nhưng Chí lại dừng dưng cầm ly rượu lên môi nhấm một ngụm, bày ra dáng vẻ vô hại như vừa nói vu vơ. Hoàng bảo, đâu phải ai cũng khó hiểu như cậu, hỉ nộ ái ố hiếm khi bộc lộ, khó mà nắm bắt. Có nhiều cặp đôi lúc yêu nhau khá hạnh phúc, nhưng khi cưới về mới hiểu hết bản chất đối phương, thành ra hôn nhân không màu hồng như họ vẫn tưởng đâu. Cậu khỏi lo, cháu và Vi không giống thế. Vũ Minh Chí nhớn mày không nói nữa, trên môi anh ta thấp thoáng ý cười bỡn cợt của kẻ sớm đã nhìn thấu hiểu vấn đề. Không khí dần rơi vào trạng thái im lặng, bác gái phải lên tiếng đánh tan, chuyển chủ đề khác. Bữa tối kết thúc, tôi ngồi thêm một lúc thì xin phép ra về. Trên đường về nhà Hoàng bảo, em đừng để bụng lời cậu Chí nhé, cậu ấy luôn khó chịu như thế đấy. Chẳng riêng gì với người ngoài đâu, mà với người nhà cũng vậy. Vâng, em không để bụng đâu. Em chỉ quan tâm anh và bố mẹ anh nghĩ gì về em thôi, còn người khác em không bận tâm. Tính cách cậu ấy hơi kỳ quái, lạnh lùng thật nhưng là người tài. Từ ngày cậu Chí tiếp quản Lin, thương hiệu ngày càng phát triển rộng khắp, mang về cho tập đoàn rất nhiều lợi nhuận. Anh từng bảo sẽ giới thiệu em với người quen, chính là nói tới cậu Chí đấy. Tập đoàn Lin là mơ ước tôi muốn chạm tới, chuyện này Hoàng cũng biết. Vậy mà lâu nay, mỗi khi tôi nhắc đến, anh đều làm như không liên quan. Trước đây tôi muốn trở thành nhân viên của Lin bao nhiêu, thì giờ lại sợ bấy nhiêu, chỉ vì người đứng đầu tập đoàn là Vũ Minh Chí. Sao không nói em biết, anh có họ hàng với chủ tịch tập đoàn Lin? Không phải là anh giấu em, mà là chưa biết kể với em thế nào về chuyện ông bà anh thời xưa. Ông ngoại anh mất khi còn trẻ, ngày đó mẹ anh mới có 5 tuổi thôi, mà bà ngoại không được ông cố coi trọng, nên sau khi ông ngoại mất, bà và mẹ bị cấm qua lại với người nhà họ Vũ. Sau này ông cố mất, ông Phúc, em trai ông ngoại tìm đến nhà mẹ anh nhiều hơn, dần dần quan hệ gắn bó trở lại. Tôi không hỏi sâu về chuyện xưa vì không thích nghe quá nhiều những thông tin liên quan tới Vũ Minh Chí, nên Hoàng kể xong tôi chỉ vâng một tiếng. Xe dừng trước cổng nhà, Hoàng ôm hôn chào tạm biệt tôi rồi mới chịu về. Vào nhà chưa được mấy phút, bỗng điện thoại trong túi tôi đổ chuông.
lấy ra xem là một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Tôi không nhanh không chậm tiếp nhận cuộc gọi. Alo? Đầu dây bên kia im lặng không tiếng động, đợi khoảng 5 giây, người đó vẫn không đáp, tôi bèn nói tiếp. Alo, ai ở đầu dây thế ạ? Ra ngoài. Là giọng đàn ông trầm thấp mang theo ớn lạnh. Giọng nói đó hết sức đặc biệt, chỉ cần hai từ thôi, cũng đủ để tôi nhận ra người kia là ai. Da đầu tôi khẽ tê dần, cổ họng cứng ngắc không sao thốt nên lời. Tôi sợ hãi tính tắt máy, nhưng Vũ Minh Chí như đoán được ý định của tôi, anh ta bảo. Cô dám không làm theo, hậu quả thế nào cô tự chịu. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, nỗi hoảng sợ dấy lên trong lòng, giọng tôi lắp bắp. Anh muốn gì? Ra ngoài nói chuyện, tôi cho cô 2 phút xuất hiện trước cổng. Dứt lời, Vũ Minh Chí không cho tôi cơ hội phản đối đã cúp máy. Tôi ở trong nhà, cả người run lên, đầu óc không ngừng suy đoán mục đích anh ta tìm tới mình. Cũng không khỏi thắc mắc, Chí có số điện thoại và địa chỉ nhà tôi từ đâu? Chắc không phải từ Hoàng hay bố mẹ anh đâu nhỉ? Tuy chán ghét gặp Vũ Minh Chí, càng không muốn khuất phục trước anh ta, nhưng tin đồn về người này trong giới kinh doanh tôi đã từng nghe qua, cộng với thái độ ngày hôm ấy, thì Chí đích thị là người không nên dính vào. Đắc tội anh ta đồng nghĩa với việc tìm đường chết. Vũ Minh Chí đã đến tận nhà tìm tôi, hẳn có liên quan tới Hoàng. Nếu đã không thể trốn tránh, tôi buộc phải đối diện với sự thật ngang trái. Khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường, tôi lấy hết can đảm xuống nhà gặp tên khốn kia. Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là chiếc siêu xe Lamborghini đỗ ngay ở trước cổng. Tấm kính thủy tinh chậm rãi hạ xuống, để lộ một bên gương mặt anh tuấn của người đàn ông. Trong xe, ngoài Vũ Minh Chí ngồi ở hàng ghế sau, thì còn một người nữa đang ngồi ở vị trí ghế lái. Theo mệnh lệnh của Vũ Minh Chí, người đàn ông mở cửa xe ra ngoài, đi lên trước vài bước đứng cách chiếc xe. Chí nghiêng đầu liếc xéo tôi. Lên xe. Tôi không làm theo mà bảo. Có gì anh nói nhanh cho, tôi không thừa thời gian trò chuyện với anh. Tôi không thích nhắc lại lần hai. Ngữ khí áp bức, ánh mắt sắc bén dễ dàng áp đảo người khác. Tôi như bị thôi miên đã nghe lời, bàn tay chậm rãi bám vào tay nắm cửa, mở cửa xe bước lên. Vũ Minh Chí trực tiếp nói ra mục đích anh ta đến tìm tôi. 3 ngày. Trong 3 ngày, cô phải chia tay với Hoàng, rời xa nó ra, chấm dứt mọi quan hệ. Sớm đoán Chí sẽ yêu cầu chuyện này, nhưng tôi không tài nào tiếp nhận nổi. Tôi cáu gắt. Anh dựa vào đâu? Bắt tôi phải nghe theo anh. Dựa vào tôi là cậu của nó. Còn cô, loại đàn bà mưu mô không thành thật. Xứng kết hôn với Hoàng hay sao? Xứng hay không, không đến lượt anh phán xét. Ngủ với tôi rồi, vẫn mơ tưởng cưới Hoàng. Cô không biết xấu hổ à? Anh im đi. Nếu anh không đổi thú tính, tôi và anh cũng không xảy ra chuyện kia. Tôi đã cầu xin anh thế nào, nhưng anh thì sao? Chất vấn ngược lại tôi cơ đấy. Anh em cô giỏi đóng vai nạn nhân thật. Tôi nói cho anh biết, giữa anh và Nguyễn Thế Hảo có chuyện gì tôi không quan tâm. Đừng kéo tôi vào kế hoạch của các người. Tôi và Hoàng kết hôn hay không cũng không đến lượt anh ý kiến. Chuyện giữa chúng tôi, tốt nhất anh giữ mồm giữ miệng, để Hoàng biết người hại tôi đêm đó là anh. Anh ấy không coi thường tôi đâu, mà là anh đấy. Loại không quản tốt nửa thân dưới, ghê tởm. Nghĩ bụng, mục đích của Chí cũng chỉ là yêu cầu tôi chia tay với Hoàng, không được kết hôn với anh ấy. Nên nói xong những lời kia, tôi liền đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng chân chưa kịp chạm đất, đã bị Vũ Minh Chí giật ngược trở lại. Chí ngạo báng rồi cao giọng. Để dành lời này, nói với thằng anh cô và cô đi. Hợp hơn dùng cho tôi đấy. Nếu cô cứ thích làm trái ý tôi, tới lúc gánh chịu hậu quả đừng có khóc lóc than vãn. Anh tính làm gì? Cô đã hỏi vậy. Vậy tôi tốt bụng nói cho cô biết. Chí dướn người về phía trước, vơi lấy cái túi giấy, rút từ bên trong một xấp ảnh ném vào tôi. Tự mình xem đi. Nhặt từng tấm hình, tay tôi run lẩy bẩy, phơi bày trước mắt là cảnh tượng đêm đó giữa tôi và Chí. Trần trụi, sắc nét, nóng bỏng, khiến người xem ngượng chín mặt. Phút chốc tinh thần tôi hoảng loạn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mãi mới lấy lại chút bình tĩnh, phẫn nộ thét lớn. Vũ Minh Chí, tên cặn bã nhà anh. Anh chụp lại những hình này làm gì? Hay là anh muốn tôi lấy đó làm bằng chứng tố cáo anh làm hại tôi? Cô đang nhắc nhở cho tôi nhớ. Cô là nạn nhân, còn tôi là hung thủ à? Tự trèo lên giường của tôi thì đừng dùng hai từ đó, rẻ mạt lắm. Nếu cô nghĩ mình đủ khả năng kiện tôi, được thôi, cứ việc đem những tấm hình này đi. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, đây là thành quả của anh em cô cả đấy. Tôi bị Thế Hảo hại, chứ bản thân không hề có ý xấu với anh. Anh muốn tính sổ thì tìm anh ta, đừng có tìm tôi. Vậy hả? Vũ Minh Chí rõ ràng không tin tôi,
Anh ta xoay tròn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ bảo, những tấm hình này là tác phẩm của anh trai cô, chứ tôi không có hứng thú chụp lại. Nghĩ thôi tôi đã thấy tởm lợm, nhớ đến bản mặt và diễn xuất của cô đêm đó là tôi mắc ói rồi. Lại là Nguyễn Thế Hảo, tất cả mọi rắc rối xung quanh tôi đều do anh ta gây ra. Giờ phút này tôi có giải thích thì Vũ Minh Chí cũng không tin, một lòng mặc định tôi thông đồng với Thế Hảo. Nguyễn Thế Hảo yêu thương em gái thật đấy, đã cất công giàn dựng sự việc, còn cẩn thận lắp máy quay trong phòng nhằm lấy bằng chứng về việc tôi xâm hại cô để uy hiếp tôi. Tiếc cho hắn ta, tôi xưa nay chưa biết sợ ai, càng không cho kẻ khác có cơ hội nắm thóp, trèo lên đầu mình. Thế nên hắn không những không đạt được mục đích của mình muốn, ngược lại còn được đàn em của tôi tiếp đón rất chu đáo. Vũ Minh Chí dừng ngang, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, một bên khóe môi nhếch lên cao rồi nói tiếp. Không biết giờ này anh trai cô đã ngủ chưa? Để tôi sai trợ lý vào nhà hỏi thăm một tiếng, tiện xem người của tôi chăm sóc hắn kỹ đến đâu. Thì ra, Thế Hảo bị đánh bầm dập là kết quả của việc chọc giận Minh Chí. Chẳng trách, bà Liên xúi Thế Hảo thuê xã hội đen trả thù anh ta lại không dám. Sâu chuỗi mọi chuyện, Thế Hảo sai người đánh thuốc mê tôi, đem tôi đến phòng khách sạn của Chí, lén đặt camera đợi Chí làm nhục tôi. Nào ngờ Vũ Minh Chí giống như lời đồn, là người không dễ đắc tội, nên kế hoạch của Thế Hảo dựng lên đã không đạt được, còn bị đánh tơi tả một trận. Ước gì đàn em của Vũ Minh Chí đánh Thế Hảo đến tàn phế luôn thì tốt biết mấy. Anh ta vừa xả được giận, vừa dạy dỗ Thế Hảo một bài học, cũng là cho tôi hưởng ké tí hả hê. Thế Hảo gài bẫy anh, sao anh không giết anh ta đi? Nét mặt Vũ Minh Chí thoáng đông cứng lại, chân mày hơi nhíu, con ngươi sâu đen hun hút nhìn tôi đầy kỳ lạ. Rất nhanh, Chí đã khôi phục lại biểu cảm ban đầu, bật cười thành tiếng. Giết hắn? Tại sao tôi phải giết Nguyễn Thế Hảo? Hay là cô cho rằng tôi giết hắn rồi sẽ bị bắt ngồi tù? Đúng, Thế Hảo chết, Vũ Minh Chí là tội phạm giết người phải đền tội. Còn gì vui sướng hơn khi cùng lúc loại bỏ được hai kẻ thù tôi ghét. Nhưng đời không như mơ, Thế Hảo vẫn sống khỏe mạnh, thói tàn bạo hành hung người khác không thuyên giảm. Còn Vũ Minh Chí, anh ta vẫn nhởn nhơ cười cợt trước mặt tôi, ép tôi phải chia tay với Hoàng. Chí như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, anh ta bảo, để cô phải thất vọng rồi. Nếu tôi muốn ai chết cũng không cần đích thân ra tay. Hơn hết, tôi thích kẻ đó sống trong đau đớn khổ sở hơn là trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Âm thanh vô tình tàn nhẫn như phát ra từ địa ngục lạnh lẽo không chút hơi ấm, đủ để tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm bủa vây xung quanh mình. Con người này, tâm địa đen tối hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hoàn hảo đẹp đẽ của anh ta. Anh định hành hạ tôi như thế nào? Nói thẳng luôn đi. Nếu tôi nhất quyết không chia tay Hoàng, có phải anh sẽ đem những bức hình này cho anh ấy xem không? Đoán đúng rồi đấy, nhưng đó mới chỉ là một phần thôi. Vũ Minh Chí cười nhạt, tay anh ta định chạm lên đầu tôi, nhưng bị tôi hất mạnh ra, cảnh giác nhìn Chí đợi anh ta nói tiếp. Biết tại sao lúc ở nhà Hoàng, tôi không vạch trần lời nói dối của cô không? Ngoài bỡn cợt tôi, chính anh cũng không muốn Hoàng biết sự thật. Tôi cho cô cơ hội chủ động rời xa nó, không phải sợ nó biết chuyện sẽ coi thường tôi, mà không muốn nó tổn thương khi người nó yêu lại là lại con gái không ra gì. Tôi không ra gì? Anh mới là kẻ không ra gì. Anh chỉ biết đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Sao không tự xem lại mình tốt đẹp hay không? Tôi không tốt, nhưng chắc chắn không hèn hạ rẻ tiền như cô. Anh... Tôi nghiến răng tức giận, muốn cãi lại nhưng cổ họng nghẹn cứng. Vũ Minh Chí cũng không cho tôi nhiều lời. Nếu cô ngoan cố bám dính lấy Hoàng thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Cô nói thử xem, nếu anh chị tôi xem được cảnh này, liệu hôn lễ giữa cô và Hoàng có tiếp diễn không? Cô không biết xấu hổ, sẵn sàng ngủ với cả cậu lẫn cháu, nhưng anh chị tôi chắc chắn không chấp nhận loại con dâu vô sỉ như cô. Từng câu từng chữ Vũ Minh Chí nói ra chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Nỗi ấm ức lan nhanh khắp cơ thể, ngưng đọng thành giọt sương nơi khóe mắt, từ từ lăn trên má. Cánh môi không khống chế được cũng run theo. Tưởng chừng sau khoảnh khắc lệ rơi ấy tôi sẽ gào khóc, nhưng tôi chỉ căm hận cắn môi, gắng mở to mắt ép nước mắt vào trong. Giây phút gặp Vũ Minh Chí tại nhà Hoàng, bao hy vọng về cuộc sống yên bình đều dập tắt. Số phận dường như đã an bài giữa tôi và Hoàng không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận sự thật. Biết rõ là vô phận, nhưng không đành lòng buông tay. Yên tâm, tôi sẽ không để gia đình Hoàng biết chuyện, nhưng với bố cô thì chưa chắc. Nghe nói ông ta bệnh nặng, sức khỏe yếu ớt. Nếu xem xong những tấm hình này, liệu có nhập viện trong tình trạng thoi thóp không?
Phận là con, chắc cô không bất hiếu đến mức đó đâu nhỉ? Vũ Minh Chí! Phẫn nộ dồn nén nãy giờ bùng phát, tôi vung tay muốn tát Chí nhưng bị anh ta chặn giữa không trung. Lực nắm của Chí rất mạnh, cổ tay tôi như sắp bị bóp vỡ đến nơi, cơn đau lập tức truyền tới, nhưng tôi cố chấp không kêu một tiếng, cứ kiêu ngạo quật cường mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu ánh mắt có thể hữu hình, cơ thể Vũ Minh Chí nhất định đã bị tôi đâm lỗ chỗ như tổ ong. Khi tôi cho là anh ta sẽ bẻ gãy cổ tay mình, thì Chí buông tay hất tôi ra, ánh mắt trở nên u ám. Biết điều thì làm theo ý tôi, bằng không, tôi không dám đảm bảo cô sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ gì đâu. Khốn kiếp, cặn bã! Vũ Minh Chí không mảy may quan tâm lời mắng chửi của tôi, anh ta cười khẩy. Đã có gan chọc tôi thì phải có gan chịu. Đừng nghĩ tính kế tôi bất thành thì quay ra dựa hơi cháu trai tôi. Không đời nào tôi để anh em cô lợi dụng gia đình Hoàng đâu. Tôi và Hoàng yêu nhau thật lòng, tôi không lợi dụng anh ấy. Và lại trước đó tôi không quen anh, sao tôi biết Hoàng là cháu trai của anh chứ? Tôi nói rồi, mọi chuyện là kế hoạch của Nguyễn Thế Hào, không liên quan tới tôi. Tôi cũng bị hại giống anh thôi. Chuyện xảy ra đêm đó chính tôi cũng không muốn. Hai anh em thích đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thật đấy. Tại sao anh không tin tôi? Dựa vào cái gì tôi phải tin cô? Con người cô không đáng để tôi tin. Anh... Không đợi tôi nói, Vũ Minh Chí cắt ngang. Tôi không thích nhiều lời. 3 ngày sau cô vẫn chưa chia tay với Hoàng, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Có lẽ tôi và Hoàng không có tương lai. Xét về lâu dài, chuyện giữa tôi và Vũ Minh Chí chẳng thể là bí mật mãi mãi. Giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào khác vì tốt cho Hoàng, nghĩ tới bố. Tôi đành đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi của hai đứa. Lòng tôi quặn thắt, trái tim tựa như vô vàn mũi kim châm vào. Hít sâu một hơi tôi bảo. Tôi sẽ chia tay với Hoàng, nhưng anh phải giữ lời hứa. Chuyện của chúng ta, không để gia đình anh ấy và bố tôi biết. Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu. Nói đi. Từ nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không hẹn gặp lại. Tôi dự định sau khi chia tay Hoàng sẽ rời khỏi đây một thời gian, để lại sau lưng những đắn đo cùng với trách nhiệm, vì bản thân mà sống tự do thoải mái hơn, kiếm một công việc ổn định, có thu nhập, rồi sẽ tìm cách đón bố về chăm sóc. Vậy mà ý nghĩ đó đã bị Vũ Minh Chí dập tắt bằng câu nói. Tôi đảm bảo không kể chuyện cô trèo lên giường tôi với gia đình của Hoàng, chứ không hứa sẽ buông tha cô. Thế nên chúng ta còn gặp nhiều. Anh có ý gì? Hủy hoại cuộc đời tôi chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì nữa? Tự nhiên tôi thích chúng ta dính líu tới nhau. Nguyễn Thế Hào đã cất công dựng chuyện, mà cô cũng không ngại ngủ cùng đàn ông lạ. Vậy tôi giúp anh em cô toại nguyện. Tôi sẽ kết hôn với cô, chịu trách nhiệm, đúng ý các người muốn. Không! Hai tiếng kết hôn đánh thẳng vào đại não, tôi lập tức phản bác. Không đời nào tôi kết hôn với anh. Không đến lượt cô chọn. Mọi lời nói của tôi chỉ là thông báo, không phải để xin phép. Cô hiểu chưa? Anh điên khủng vừa vừa thôi. Có đánh chết tôi cũng không lấy anh. Được thôi. Vậy tôi sẽ đích thân vào nhà chào hỏi bố cô một tiếng. Anh... Biết bố là điểm yếu của tôi, nên chỉ cần tôi trái ý, Vũ Minh Chí liền nhắc đến bố nhằm dọa dẫm. Dứt lời, anh ta toan mở cửa xe, tôi theo phản xạ vội giữ cánh tay Chí. Anh ta dừng động tác, tầm nhìn chậm chậm di chuyển từ bàn tay tôi đến gương mặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Sao? Không muốn thỏa hiệp thì để tôi trực tiếp nói chuyện với bố cô, đỡ mất thời gian. Vũ Minh Chí, rốt cuộc trong đầu anh đang tính toán cái gì? Tôi và anh không ưa nhau, kết hôn làm gì? Anh muốn trả thù tôi, muốn tôi đau khổ có rất nhiều cách. Sao phải ép tôi lấy anh? Hôn nhân không tình yêu, không chỉ tôi khổ mà anh cũng không dễ chịu đâu. Rồi sau này anh gặp được người con gái anh yêu, muốn bảo vệ che chở cho cô ấy một mái ấm. Thử hỏi cô ấy có buồn, có tủi thân không khi anh từng có một đời vợ. Cô nói nhiều quá rồi đấy. Tôi chịu trách nhiệm với cô không thích hay sao? Tôi không cần. Trách nhiệm của anh tôi không dám nhận. Người ngu đến mấy cũng nhìn ra Vũ Minh Chí hoàn toàn không có thiện chí. Trách nhiệm chỉ là cái cớ, lợi dụng đó để trả thù mới là mục đích thật sự của anh ta. Phải chăng hôn nhân đối với Chí không quan trọng? Anh ta không ngại xem đó là trò đùa, sẵn sàng cưới người mình ghét chỉ nhằm thỏa mãn toan tính của bản thân. Để thuyết phục Chí thay đổi suy nghĩ, tôi hạ giọng bảo. Chính anh vừa nói không muốn Hoàng bị tổn thương, nhưng việc anh ép tôi kết hôn là chuyện làm anh ấy tổn thương nhất. Chia tay tôi chưa đủ hay sao? Tại sao phải đi đến bước đường đó? Đừng để thù hận giữa chúng ta khiến anh và anh ấy sau này khó lòng đối diện.
Không mượn cô lo xa. Tốt nhất, cô dành thời gian 3 ngày nghĩ cho kỹ, nên làm gì mới là tốt nhất cho cô và người nhà của mình. Còn bây giờ thì xuống xe, tôi không dành nhiều lời cùng cô. Tôi... Biến! Vẫn muốn thương lượng, dù biết phần trăm thắng rất nhỏ, nhưng Vũ Minh Chí không kiên nhẫn nghe, ngữ khí anh ta lạnh lùng, ánh mắt ra lệnh sắc bén đủ khiến tôi im lặng. Lời định nói đều không thể thốt ra, chỉ đành ôm lấy bất mãn, đôi chân như bị thôi miên làm theo ý của Chí. Trước khi tôi đóng cửa xe, Chí bảo: Biết nói với Hoàng thế nào rồi chứ? Tôi đánh giá cao khả năng diễn xuất và miệng lưỡi của cô. Nhớ quản cái miệng cho tốt, đừng để nó phát ngôn ngu xuẩn. Không là người thiệt thòi chỉ có cô thôi đấy. Tôi không trả lời mà đóng mạnh cửa xe, một mạch đi thẳng vào nhà. Đêm đó nằm trên giường, hai mắt tôi giáo hoảnh nhìn lên trần nhà. Suốt đêm gần như thức trắng chẳng thể chợp mắt, trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Phận đời bạc bẽo không người nương tựa, dẫu tôi không muốn đầu hàng số phận hay bất kỳ ai, thì bản thân cũng vô lực chẳng thể làm khác. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi vũng bùn lầy, cùng Hoàng bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà sự xuất hiện của Vũ Minh Chí một lần nữa kéo tôi xuống vực sâu. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 2 ngày đầu tôi không đỡ nói lời chia tay, còn Hoàng vẫn như thường lệ. Mỗi tối anh đều rủ tôi đi chơi, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi viện đủ lý do từ chối vì sợ mình lưu luyến không dứt ra được. Buổi chiều ngày thứ 3, tôi nhận được tin nhắn của Vũ Minh Chí. Trong tin anh ta hỏi: Chia tay rồi chứ? Chưa hết 3 ngày anh giục cái gì? Nhắc để cô nhớ, đừng kéo dài sang ngày thứ 4. Tôi bực mình ném điện thoại sang một góc giường không trả lời lại. Lúc này ngoài hành lang chợt vang vọng tiếng nói của Thế Hào. Vì! Vì! Hai mẹ con Thế Hào mới đi hơn cả tuần đã đột ngột trở về hẳn có lý do. Anh ta đứng trước cửa phòng gõ cửa không ngừng. Tưởng rằng Thế Hào lại muốn kiếm chuyện. Nhưng khi tôi mở cửa, sắc mặt anh ta vui vẻ phấn khởi, giọng điệu thảo mai. Em gái yêu quý của anh. Anh với mẹ vừa từ Nhật về, có mua ít quà Nhật cho em đây này. Thái độ quay ngoắt 180 độ, chắc chắn có ý đồ chứ không tự nhiên Thế Hào trở nên tốt bụng như vậy. Thấy anh ta, tôi lại nhớ đến những chuyện xấu xa anh ta đã làm với mình. Tức giận, hất phăng túi đồ Thế Hào đưa đến trước mặt. Tôi không cần, anh bớt giả nhân giả nghĩa đi. Nếu là trước đây, Nguyễn Thế Hào nhất định nổi điên lên đánh tôi, nhưng anh ta đã không làm như vậy. Trên môi Thế Hào nở một nụ cười che giấu cơn giận, cố tỏ ra ôn nhu nói. Em gái, anh em một nhà không nên nổi nóng. Anh em một nhà, anh có xem tôi là em gái sao? Những gì anh làm với tôi còn không bằng một con chó nữa kìa. Tôi gần như phát điên, lớn tiếng chất vấn Thế Hào, đem hết bực tức dồn nén trong mấy ngày qua phát tiết lên người anh ta. Anh có ý đồ gì với Vũ Minh Chí mà phải lợi dụng tôi? Còn lưu lại ảnh giường chiếu của tôi và hắn làm gì? Anh nói đi. Cũng không có ý gì xấu, chỉ là thấy anh ta tài giỏi, điều kiện tốt, nên kiếm giúp em người chồng hoàn hảo thôi. Mấy tấm hình chụp là để làm bằng chứng, đòi công bằng cho em, phòng trường hợp Vũ Minh Chí lật lọng, không chịu trách nhiệm thôi. Tìm giúp tôi người chồng tốt? Anh nghĩ tôi ngu, tin những lời này của anh sao? Anh tốt thì đưa tôi file video gốc đây, để tôi kiện Vũ Minh Chí. Như vậy tôi mới tin lời anh nói là thật. Nguyễn Tế Hào vẫn cứng miệng nói dối. Em gái à, anh cũng muốn giúp em lắm, cơ mà chứng cứ bị Vũ Minh Chí lấy mất rồi. Nhưng không sao, sáng ngày hôm qua, anh ta chủ động liên hệ với anh, nói là sẽ kết hôn với em đấy. Em biết tin rồi đúng không? Kế hoạch thành công, vừa lòng anh chứ? Sao em nói vậy? Anh bảo nghe này, xét về mọi mặt, Vũ Minh Chí đều xuất sắc hơn Lê Việt Hoàng nhiều. Em lấy anh ta không thiệt đâu, người người ngưỡng mộ nó là đằng khác. Tôi khinh. Kết hôn với người mình không yêu, lại còn là kẻ mình ghét, lấy đâu ra hạnh phúc để người ta ngưỡng mộ. Nguyễn Thế Hào muốn dỗ ngọt tôi, đương nhiên phải nịnh nọt, vẽ ra cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước của giới hào môn. Nói cho anh biết, Vũ Minh Chí là cậu họ của Hoàng, nên tôi sẽ không kết hôn với hắn, mà tìm cách từ chối hôn sự này. Sao? Mày nói cái gì? Nguyễn Thế Hào nhíu mày. Ban đầu tôi tưởng anh ta khó chịu vì tôi không chịu kết hôn, nhưng khi tôi nhắc lại quan điểm của mình thì mới biết thái độ này của anh ta là ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa Hoàng và Chí. Nếu sớm biết Hoàng là con cháu nhà họ Vũ, anh sẽ lợi dụng anh ấy thay vì gài bẫy Vũ Minh Chí, để rồi thiếu chút nữa trắng tay còn bị đánh trong một trận, đúng không? Biểu cảm trên mặt Thế Hào cứng ngắc rồi lại nhanh chóng giãn ra cười xòa. Chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được, việc em có thể làm là ngoan ngoãn kết hôn với Vũ Minh Chí đi.
Tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý anh muốn đâu. Nên đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Thế Hảo bước lên một bước tiến sát gần tôi, giơ tay vỗ vỗ vào má tôi. Em nỡ lòng nào trơ mắt, đứng nhìn công ty nhà mình phá sản, bố không có tiền chữa bệnh hay sao? Tôi gạt tay Thế Hảo ra cao giọng nói. Khốn nạn, anh chỉ biết lấy bố ra uy hiếp tôi. Anh hèn hạ kém cỏi như vậy sao? Anh lợi dụng việc tôi lên giường với Vũ Minh Chí là vì chuyện công ty sao? Rốt cuộc, việc làm ăn của công ty mấy năm nay thế nào hả? Cảm thấy bản thân không đủ năng lực điều hành công ty thì giao vị trí tổng giám đốc cho người khác giỏi hơn anh đi. Đừng hủy hoại tâm huyết của bố. Không phải anh vô năng lực kém cỏi, việc làm ăn của công ty cũng rất tốt, nhưng có cơ hội hợp tác với tập đoàn Lin thì công ty sẽ càng phát triển hơn. Ngược lại, nếu em chống đối Vũ Minh Chí làm phật lòng anh ta, chắc chắn công ty và gia đình mình đều không có kết cục tốt đâu. Anh động vào hang cọp thì tự mình giải quyết đi, đừng kéo tôi và bố vào chuyện này. Rất tiếc, quyền quyết định không nằm trong tay anh. Em thương bố nhất, lẽ nào để bố biết gia đình mình gặp nạn? Chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền đấy. Em là cô gái thông minh, nên làm gì chắc anh không cần phải dạy em đâu nhỉ. Tin anh đi, kết hôn với Vũ Minh Chí đều tốt cho tất cả chúng ta. Anh cho rằng Vũ Minh Chí kết hôn với tôi vì cái gì? Anh nghĩ hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm về chuyện đêm đó hay sao? Hắn có ý đồ cả đấy. Kết hôn rồi, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Vậy tại sao tôi phải là người trả giá cho những chuyện xấu anh làm? Hai bàn tay tôi đã sớm nắm chặt thành quyền, nước mắt ngưng đọng, khóe mi trực trào rơi xuống. Thế Hảo liên tục dụ dỗ tôi. Vũ Minh Chí đã có lòng bù đắp, em đừng nghi ngờ lòng tốt của anh như thế. Mình phải sống tích cực, nhìn về phía trước chứ em, để bụng làm gì cho mệt. Những chuyện không vui bỏ qua hết đi. Ngày trước mẹ và anh đối xử chưa đúng với em, tại đây anh thay mặt mẹ chân thành xin lỗi em, mong em nể tình máu mủ nghĩ tới mọi người. Anh hứa sau khi em kết hôn, công ty ký được nhiều hợp đồng với tập đoàn Lin, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất ở trong và ngoài nước về chữa trị cho bố. Trời có sập cũng không bao giờ tôi tin lời xin lỗi của Thế Hào xuất phát từ đáy lòng, nhưng tôi đã chán ghét vạch trần tâm địa của anh ta. Công ty còn có việc phải giải quyết, em cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, tối cho anh đáp án. Mong là câu trả lời của em không làm anh thất vọng. Biết mình không đủ sức, cũng chẳng có cách chống đối Thế Hào và Vũ Minh Chí. Điểm yếu của tôi bọn họ đều nắm rõ, làm theo thì chỉ mình tôi khổ, còn không sẽ liên lụy đến bố. Mà tôi sao có thể để bố và công ty gặp chuyện không may. Nếu vậy, tôi chấp nhận hy sinh bản thân kết hôn, từng bước bắt những người làm tổn thương tôi phải trả giá đắt, biến tham vọng của Thế Hào thành vũ khí hủy hoại anh ta. Trước khi Thế Hào quay lưng rời đi, tôi cố nuốt xuống cay đắng ở cổ họng bảo, tôi sẽ kết hôn với Vũ Minh Chí. Bước chân của anh ta khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn tôi, sắc mặt không giấu nổi hài lòng, vui sướng. Tốt, em gái của anh phải thế chứ. Nhưng anh phải giữ đúng lời hứa, chăm sóc bố thật tốt. Nếu anh nuốt lời, không tìm bác sĩ tốt chữa bệnh cho bố, tôi nhất định tìm anh tính sổ, thủ cũ hận mới trả hết một lần. Không thành vấn đề, con đường phát triển của công ty sau này nhờ cả vào em. Tôi không trả lời mà xoay người bỏ vào phòng đóng sập cửa lại. Nước mắt không kìm được mà tuôn chảy thành hàng. Tôi suy sụp ngồi trên giường khóc ròng, lại nhớ mẹ từng nói, chỉ cần sống lương thiện, ông trời sẽ chiếu cố. Vậy mà bao năm nay tôi chưa từng hại ai, nhưng bất hạnh cứ đeo bám mãi chẳng buông. Không rõ mình khóc bao lâu, khi nước mắt đã cạn, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của Hoàng hẹn tối nay đi ăn. Tôi không trốn tránh nữa, và cũng là hạn cuối cùng nên đồng ý ngay, còn cố ý chọn chiếc váy mình từng mặc vào 2 năm trước khi nhận lời làm người yêu của anh. Gần 7 giờ tối Hoàng đến nhà, tôi dặn anh ở ngoài cổng đợi mình, sau đó xuống nhà cùng anh tới nhà hàng Thái. Suốt dọc đường, hay cả khi đã ngồi vào bàn ăn, tôi đều không có tâm trạng nói chuyện, tâm trí không ngừng nhớ về những kỷ niệm trải qua cùng Hoàng trong 2 năm qua. Tuy ngắn ngủi, nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Sau này không chung đường nữa, nhưng nó mãi là đoạn ký ức đẹp đẽ mà đời này tôi không nỡ quên. Cứ ngỡ cả hai sẽ về chung một nhà, có với nhau những đứa con sinh, một ngôi nhà với tiếng cười con trẻ. Tiếc là đoạn tình cảm này ngắn đến nỗi, chúng tôi chưa kịp đứng trước lễ đường, hôn lễ chưa kịp diễn ra đã thành người yêu cũ. Nếu Vũ Minh Chí không là cậu của Hoàng, nếu được lựa chọn, tôi sẽ bổ nhào vào ngực Hoàng thoải mái thút thít nỉ non, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh, cùng anh chia sẻ nỗi đau và tuyệt vọng. Chắc chắn, anh sẽ là điểm tựa vững vàng, kiên cố nhất của tôi. Tôi tin là như vậy. Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở nếu, vĩnh viễn không thành thật.
Tôi không thể kéo anh vào ân oán giữa mình và Chí được. Vì, em đang nghĩ gì thế? Tiếng của Hoàng kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay trở về thực tại. Bàn tay anh ấm áp đặt lên tay tôi, nụ cười trên môi anh rất ngọt, ánh mắt long lanh sáng người nhìn tôi chan chứa tình cảm. Bắt gặp cảnh này, tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh, nên lúng túng rời mắt nói nhỏ. Không có gì. Không biết mở lời thế nào, nên tôi cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Định bụng cùng anh ăn hết bữa cuối này rồi chia tay, nhưng Hoàng bỗng móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, lấy chiếc nhẫn đặt trước đầu ngón tay của tôi, giọng anh trầm ấm. Sẵn sàng làm vợ anh rồi chứ? Sống mũi tôi cay cay, màn sương mỏng phủ dày trong đôi mắt, cổ họng tôi nghẹn đắng như hốc phải xương cá không thốt nên lời. Lòng tôi trào dâng vô vàn thứ cảm xúc đan xen, có bất ngờ, có hạnh phúc, nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn, áy náy và tuyệt vọng. Trái tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt, muốn khóc mà phải dằn lòng không rơi nước mắt, cố bày ra dáng vẻ thờ ơ, giọng tôi khẽ run lên. Hoàng, chúng ta chia tay đi. Nụ cười trên môi Hoàng đông cứng, anh ngẩn ra nhìn tôi rất lâu, như không tin lời tôi nói là thật. Em nói gì thế? Đùa anh đúng không? Không, em rất nghiêm túc. Chúng ta dừng lại nhé. Ánh mắt Hoàng thâm sâu chăm chú quan sát tôi, thấy tôi nghiêm túc không có ý đùa cợt, biểu cảm của anh trở nên lo lắng. Anh không đồng ý. Tại sao em đòi chia tay chứ? Chúng ta đang hạnh phúc cơ mà. Bố mẹ nói 2 ngày nữa sẽ qua nhà em thưa chuyện với bố em đấy. Hoàng, em xin lỗi, em không thể kết hôn với anh. Đau lòng nhất trong một mối quan hệ là khi tôi yêu người ấy và người ấy cũng rất yêu tôi, nhưng vì lý do nào đó mà một trong hai bắt buộc phải buông tay. Tôi yêu Hoàng, thật sự rất yêu anh, nhưng không thể ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình. Thả sớm chia tay đau một lần rồi thôi, còn hơn cố chấp bên nhau, cả đời sống trong giày vò tội lỗi. Người tốt như Hoàng, xứng đáng với cô gái tốt đẹp, hoàn hảo hơn tôi. Có phải mẹ con Thế Hảo biết chuyện chúng ta sắp kết hôn, nên gây áp lực với em đúng không? Em nói thật cho anh biết đi. Không liên quan đến mẹ con họ, là em không xứng đáng với tình yêu của anh. Vì sự cố trước đó, nên em nghĩ mình không xứng sao? Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Anh đã nói không để ý chuyện đó rồi cơ mà. Anh rất yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh không muốn chia tay. Hoàng càng chung tình, dành nhiều tình cảm cho tôi, càng làm tôi áy náy. Dù rất muốn khóc, nhưng tôi không cho phép mình rơi lệ. Giọng tôi thì thầm, câu nói nhẹ bẫng thoát ra khỏi cửa miệng một cách máy móc, buộc bản thân phải xóa hết mọi cảm xúc. Hoàng, anh còn nhớ không? Chúng ta từng hứa, tuyệt đối không nói những lời tổn thương, cũng không làm chuyện khiến đối phương khó chịu. Bây giờ em chỉ muốn chia tay, vì thế xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của em. Anh cũng từng nói, nếu gặp vấn đề, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt tìm hướng giải quyết. Đột nhiên em đòi chia tay không rõ lý do, anh không chấp nhận. Tôi hiểu tính cách của Hoàng, bất cứ chuyện gì anh cũng cần lời giải thích rõ ràng và hợp lý. Và lại chuyện tôi sắp kết hôn với Vũ Minh Chí, sớm muộn Hoàng cũng biết. Đã vậy tôi sẽ nói trước với anh, để anh từ bỏ việc níu kéo tôi. Anh muốn biết lý do lắm phải không? Được, em nói cho anh biết. Tôi hít một hơi thật sâu, thốt ra lời nói dối mình chuẩn bị từ trước. Trước khi yêu anh, em từng theo đuổi và yêu một người. Người ấy đạt mọi tiêu chuẩn hình mẫu bạn trai em thích. Khi ấy em 17-18 tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con, thường giận dỗi. Cộng với cái tôi quá lớn, không người nào chịu hạ mình xin lỗi, nên dẫn đến chia tay, cắt đứt liên lạc. Và rồi em gặp anh. Anh và anh ấy có khá nhiều điểm giống nhau. Cái khác lớn nhất là anh biết nhường nhịn hơn, nên em dễ dàng có thiện cảm với anh. Khoảng thời gian yêu anh cùng anh, em thật sự hạnh phúc và bằng lòng kết hôn. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn liên tục xảy ra, em vô tình gặp lại anh ấy. Lâu nay em cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên được anh ấy, thành công gạt anh ấy ra khỏi cuộc sống của em. Nhưng giây phút chúng em chạm mặt sau nhiều năm xa cách, thì em mới biết, hóa ra trong tim em vẫn dành cho anh ấy một loại rung động đặc biệt. Em xem anh là cái bóng của anh ta, muốn nối lại tình xưa sao? Không, Hoàng mãi riêng biệt, không là cái bóng của ai cả. Nhưng tôi không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận lời anh nói mà lặng lẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt buồn bã anh nhìn mình. Em xin lỗi. Giá như anh ấy không chủ động tìm em, chắc chắn em sẽ cùng anh bước vào lễ đường. Nhưng anh ấy lại xuất hiện. Bao năm qua anh ấy vẫn yêu em, và em cũng thế. Trong lòng vẫn còn tình cảm với anh ấy. Em không thể dối lòng gạt anh được nữa.
Anh ấy là tình đầu, nên tình yêu em dành cho anh ấy có phần nhỉnh hơn anh một chút. Mấy hôm nay, em đã suy nghĩ rất kỹ về hôn sự giữa chúng ta. Thành thật xin lỗi anh, cũng phiền anh giúp em giải thích với hai bác. Hoàng bật cười chua chát, phiền mắt anh ngấn nước, con người nổi lên tia máu đỏ. Vậy mà em lại nói dối anh là mối tình đầu của em. Tại sao vậy Vi? Anh yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn không thay thế được người đàn ông kia? Hai người cãi nhau, anh ta không dỗ dành em, bỏ rơi em mấy năm trời, mà em còn muốn quay lại. Em nói đi, rốt cuộc anh có điểm nào chưa bằng anh ta? Anh phải làm gì em mới đổi ý, chấp nhận kết hôn với anh? Anh muốn cạnh tranh công bằng với anh ta. Anh không cần làm gì vì em cả. Anh là anh ấy là anh ấy. Em không kết hôn với anh nữa, một phần cũng vì người đàn ông ấy là cậu của anh, Vũ Minh Chí. Sao? Hoàng sững sờ mở to hai mắt như không tin vào tai mình. Nếu tôi là anh, chắc chắn tôi cũng không chịu nổi cú sốc này. Còn gì đau đớn hơn câu chuyện tôi vẽ ra để nói dối anh đâu. Em và cậu Chí từng yêu nhau? Vâng. Hoàng im lặng không nói, tôi cũng chẳng mở lời. Cả hai rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Lúc lâu sau, một giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mắt, lập tức được anh gạt đi, trên môi anh nở nụ cười tự giễu. Chẳng trách, thái độ của cậu Chí hôm ở nhà anh lại lạ như vậy, còn nói những câu khó hiểu. Hóa ra cậu ấy khó chịu khi biết tin chúng ta kết hôn. Biểu hiện ngày hôm đó hẳn là đang ghen. Là Vũ Minh Chí ghét tôi, không muốn tôi kết hôn với Hoàng mới đúng, chứ chẳng có chuyện ghen tuông gì ở đây cả. Nhưng tôi mong đời này Hoàng sẽ không biết được sự thật. Hãy cứ để tôi trở thành người con gái xấu xa trong mắt anh, vì tình cũ mà bỏ rơi người đã hết lòng với mình suốt 2 năm qua. Hy vọng anh sớm quên đi tôi, bước ra khỏi nỗi đau này, bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Từ bỏ anh cũng chính là tình yêu tôi dành cho anh. Hoàng bỗng mất khống chế, anh đứng dậy nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bả vai tôi ghì mạnh, lắc người tôi hỏi. Tại sao lại là cậu ấy mà không phải là người khác? Tại sao ở trước mặt anh, hai người vẫn bình thản nói dối, giả vờ quen biết qua đường, tại sao? Tôi khó khăn gỡ tay Hoàng ra nhưng không được. Khi thấy tôi nhíu mày, anh mới phát hiện ra hành động của mình làm tôi bị đau. Nhân lúc anh nới lỏng bàn tay, tôi liền thu người về. Em từng nghĩ, mình và Chí đã là chuyện cũ, không còn cơ hội quay lại về bên nhau, nên mới lờ đi, ép mình xóa sạch hình bóng anh ấy ra khỏi tâm trí. Nhưng em không làm được, cả em và anh ấy đều muốn bắt đầu lại. Chúng ta kết thúc thôi, em chúc anh gặp được người con gái xứng đáng với tình yêu của anh hơn em nhé. Quên em đi. Dứt lời, sợ mình còn ở đây thêm một giây nào sẽ không kìm nổi nước mắt mà bật khóc, nên tôi vội vàng đứng dậy, cầm túi sách nhanh chân rời đi, mặc Hoàng cố ý níu kéo. Ngồi trên taxi, không cần đóng giả nữa, nên tôi bật khóc một cách ngon lành. Tài xế thấy tôi khóc như mưa thì động viên mấy câu, đưa tôi ít giấy, rồi lặng lẽ lái xe đưa tôi về địa chỉ theo yêu cầu. Tâm trạng vô cùng tồi tệ, bước vào đến phòng khách, mẹ con Thế Hảo ngồi trên sofa, trông thấy tôi liền niềm nở gọi lại. Vì, Vũ Minh Chí nhờ anh nói với em, thời gian hai nhà gặp mặt nói chuyện người lớn sẽ do em chọn. Em xem ngày nào thì hợp lý nhỉ? Tùy các người, tôi mệt muốn đi ngủ, đừng phiền tới tôi. Vậy 2 ngày nữa nhé, mẹ và anh xem giúp em rồi, là ngày tốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 2 ngày nữa vốn dĩ là ngày bố mẹ Hoàng sang nhà gặp bố tôi, nhưng cuối cùng mọi kế hoạch đều đổ bể. Người đến chẳng phải gia đình người tôi yêu, mà là người nhà họ Vũ. Tôi không trả lời, một mạch bỏ về phòng, nước mắt vừa ngưng không lâu, lại lần nữa chảy xuống. Nghĩ tới cuộc tình giang dở của mình, nhớ đến biểu cảm đau khổ, thái độ thất vọng, ánh mắt thê lương của Hoàng, nỗi thống hận trong tôi càng dâng trào dữ dội. Hận Vũ Minh Chí bao nhiêu, tôi hận mẹ con Nguyễn Thế Hảo bấy nhiêu. Chỉ vì sự ích kỷ của bọn họ mà tôi phải đánh đổi hôn nhân hạnh phúc của đời mình, trở thành người bạc tình bạc nghĩa trong mắt người yêu. Các bạn vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Định Mệnh Ngang Trái Độc Quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.